Thì cái môn của chúng ta là cái môn tổng quan, cái môn của chúng ta là cái môn lập kế hoạch kinh doanh. Thì trước nhất là tôi cũng giới thiệu cái thành phần giảng viên thì có tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, và tôi là Lý Thị Minh Châu. Thì hiện thì tôi đang là công tác tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi có thỉnh giảng cho trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái môn chuyên ngành của tôi là cái môn quản trị nguồn nhân lực, cũng như là cái môn lập kế hoạch kinh doanh và quản trị chiến lược. Thì đây là cái địa chỉ email của thầy Long cũng như của tôi, để sau cái khóa học đó, ví dụ như các bạn có điều gì mà khi các bạn viết cái kế hoạch kinh doanh đó, thì các bạn có thể email về cho chúng tôi. Các bạn có thể ghi chú lại cái địa chỉ email của tôi với thầy Long. Thì bây giờ cái mục tiêu của cái môn học của chúng ta thì thứ nhất là sau khi mà các em học xong cái môn này nè, thì tất nhiên là các em sẽ có những học viên, các học viên sẽ có được những cái kỹ năng cũng như là những cái kiến thức để mình có thể hiểu được những cái nguyên tắc, nền tảng để viết một cái kế hoạch kinh doanh, cũng như các em hiểu được những cái nguyên nhân khác nhau cũng như những động lực để mình có thể viết được một cái kế hoạch kinh doanh, và mình và các em lập ra được một cái kế hoạch kinh doanh. Thì đây là cái mục tiêu của cái môn học của chúng ta, cũng như rằng là thông qua cái mục tiêu của môn học mình đó, thì là chúng ta có thể giải thích thêm về cái vai trò quan trọng của lập kế hoạch kinh doanh, cũng như là hỗ trợ lập một cái kế hoạch kinh doanh, và giải thích các cái khái niệm về tầm nhìn, nhiệm vụ, mục tiêu, sứ mạng, vân vân. Thì cái kế hoạch kinh doanh là gì? Thì cái kế hoạch kinh doanh là một cái văn bản chỉ rõ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, các chiến lược và nguồn lực cần thiết để đạt được cái mục tiêu đó trong một cái khoảng thời gian xác định. Thì trên thực tế thì hiện tại đa số tôi cũng rất là vui khi tất cả các bạn gần như là đa số chúng ta đã đi làm rồi, đúng không? Khi chúng ta đi làm rồi, dù trong bất cứ khi mà các bạn làm việc trong một cái bộ phận, coi như là quản trị nguồn nhân lực, hay là bộ phận về sản xuất, hay là bộ phận về coi như là marketing, thì gần như là các bạn có một cái kế hoạch kinh doanh cho cái bộ phận của mình, có đúng như thế không ạ? Cho nên còn đây là một cái kế hoạch kinh doanh tổng thể. Thì bây giờ tôi đi đến làm vì sao mà chúng ta phải hoạch định, vì sao chúng ta cần phải hoạch định? Bởi vì khi chúng ta hoạch định, đưa ra một kế hoạch đó, thì để giúp cho các nhà quản lý chúng ta hiểu rõ ràng hơn là chúng ta phải đạt được cái gì, chúng ta đã đạt được cái gì. Thì các bạn có bao giờ nghe về MBO? MBO là Management by Objective đó, có nghĩa là chúng ta quản trị theo mục tiêu á. Thế là các bạn cần phải đạt được cái gì nè, và các bạn sẽ thực hiện nó như thế nào, nghĩa là như thế nào, và khi nào chúng ta có thể thực hiện được, cũng như trả lời được câu hỏi là what, how và when á, thế nào. Và rõ ràng mà khi chúng ta có được một cái kế hoạch kinh doanh tốt á, thì nó sẽ tạo lòng nhiệt tình và cam kết của nhân viên, cũng như là một cái kế hoạch kinh doanh có thể làm cho cái việc thu hút các nhà hỗ trợ cho vay và đầu tư dễ dàng hơn. Thì nói một cách rất là nôm na và dễ hiểu như thế này nè. Bây giờ tất cả các bạn giả định rằng là bây giờ chúng ta viết ra một kế hoạch mà chúng ta xuất phát từ cái ý tưởng kinh doanh của mình, mà chúng ta coi như là ấp ủ, chúng ta có những cái ước mơ, hoài bão để chúng ta thực hiện được một cái kế hoạch kinh doanh, một cái khát vọng của mình. Thì rõ ràng là bây giờ chúng ta cái nguồn lực đó thì nó rất là hạn chế, đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể vay vốn từ các nhà đầu tư hoặc là từ ngân hàng, thì rõ ràng chúng ta sẽ lập ra được một cái kế hoạch để làm sao chúng ta kêu gọi đầu tư hoặc là chúng ta vay vốn. Thì khi mà các bạn viết ra xong một kế hoạch, thì các bạn coi như gần như là thuyết phục các nhà đầu tư vào coi như là cái kế hoạch kinh doanh của ta, thì nó thể hiện ở các những cái tiêu chí, để khi mà các nhà đầu tư, người ta coi như là nghe các bạn trình bày một kế hoạch là tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền để tôi đầu tư vào cái kế hoạch kinh doanh của bạn, thì như thế là kế hoạch kinh doanh của chúng ta là khả thi rồi đó, đúng không? Và chúng ta khi mà chúng ta lập một cái kế hoạch kinh doanh đó, thì có thể giúp chúng ta tránh đi những cái sai lầm, cũng như là nhận ra các cái cơ hội tiềm ẩn, cũng như là sử dụng tốt nhất cái nguồn lực và khả năng tiềm tàng, cũng như là nhận rõ và loại bỏ những cái điểm yếu của tổ chức và chuẩn bị cho doanh nghiệp trước cái bất kỳ một cái sự thay đổi nào, và có thể điều chỉnh kịp thời. Các bạn chúng ta nhóm lại với nhau một nhóm khoảng 8 cho đến 10 bạn hoặc là 8 bạn cũng được,
chúng ta cùng chia sẻ rất nhanh làm thế nào để tìm được một cái ý tưởng kinh doanh tốt, và cái nhóm của bạn á, đưa ra cái ý tưởng kinh doanh như thế nào. Cái nghĩa là nhóm bạn, theo nhóm bạn là làm thế nào để tìm ra được, mà bây giờ các bạn hãy thử đưa ra một cái ý tưởng kinh doanh để mình sắp tới mình làm một cái đề tài cho nhóm á, thì các bạn sẽ triển khai cái kế hoạch kinh doanh dựa vào cái ý tưởng kinh doanh như thế nào nè. Rồi các bạn ngồi nhóm lại nhanh xem nào, chúng ta chủ động và tích cực cái nè. Thì cái tổ của bên lớp thì anh Linh Hòa của Rồi chào các anh bạn, ai một cực anh tổ á kế hoạch kinh doanh của Ninh Hòa phải không? Rồi thì à tụi em kinh doanh mặt hàng muối á cô. nhưng mà bây giờ trước nhất là nhóm của các bạn ở Ninh Hòa có thể trả lời có thể chia sẻ cái là làm thế nào để các bạn tìm được một cái ý tưởng kinh doanh tốt nè. Các bạn có thể chia sẻ với mình làm thế nào để các bạn tìm được một ý tưởng kinh doanh tốt nè. Rồi tại sao, cái lý do gì dẫn dắt đến cái việc mà các bạn cho rằng là các bạn kinh doanh muối là sẽ Đẹp đem ơi, lại ơi. thế em á là cái này cái vùng Ninh Hòa là nói chung là có thể sản xuất được muối và nhưng rất nhiều nơi trên trên nước mình là không thể làm được việc đó. Cái thứ hai bây giờ đang là thời vụ muối. Cái thứ ba là theo vô nhu cầu sản xuất công nghiệp công tính hiện nay đang 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 phát triển, cho nên là tụi em nghĩ là cái mặt hàng đó sẽ rất cần trong trong thời gian tới. Rồi, coi như là gần như là các bạn đã phát hiện ra cái cơ hội xung quanh các bạn là chưa là nếu mà các bạn kinh doanh muối á, là sẽ đem lại cái lợi ích cho cộng đồng và cho cái doanh nghiệp của bạn, đúng không ạ? Đúng không? Rồi, có nghĩa là bởi vì bạn thấy rằng đây nó là coi như là cái lĩnh vực kinh doanh còn thiếu trong cái cộng đồng của mình, và để từ đó bạn mới đưa ra được cái tìm ra được cái dịch vụ còn thiếu đó, đúng không ạ? Thì các bạn có thể chia sẻ với mình là nếu mà mình kinh doanh muối như vậy thì những cái khó khăn mà các bạn phải gặp phải đó là cái gì? Cái khó khăn thứ hai là hiện nay em thấy là ví dụ như cái giá muối từ năm ngoái là nó khoảng 1,5 triệu một tấn, nhưng hiện nay đầu mùa giá chỉ còn 500.000 thôi. Và cái tác động giá lớn nhất là hiện nay là do chính phủ nhập muối từ nước ngoài về con. Thế khi mà mình đưa từ một cái ý tưởng kinh doanh như vậy mà các bạn đưa ra con nhìn thấy những cái khó khăn như vậy thì tất nhiên cô cũng nghĩ rằng là nếu như vậy các bạn có đã nghĩ đến cái đưa ra một kế hoạch để cũng như là đưa ra những cái giải pháp chiến lược để mà coi như là khắc phục những cái khó khăn mà em vừa nêu ra, có đúng như thế không không Tịnh? Dạ coi thì cái mặt hàng muối á, thì theo em nghĩ là nó có thể đem lại những cái lợi nhuận rất là cao, mà cái rủi ro là do thời tiết mang lại, thì cái đó cũng chưa hẳn là cái hoàn toàn là đem cho mình cái thất bại lớn. Và cái quyết định chính phủ thì em thấy là trong nhiều năm thì có khi là chính phủ lại nhập mà có khi là chính phủ lại không nhập. Cho nên cái nhóm của em bây giờ có những khó khăn như vậy, thì theo cô thì cô có một cái hướng nào có thể là giúp cho cái nhóm của em giải quyết được những khó khăn đó không? Rồi, cô chia sẻ với nhóm các em như thế này này. Cái này là đi vào cụ thể rồi, đúng không ạ? Nó đi vào cái kế hoạch cụ thể rồi. Nhưng mà trước nhất thì cô muốn chia sẻ với nhóm mình của chúng ta trước nhất là như thế này này, vì cái câu hỏi của nhóm các em thì cô ghi nhận ở đây, và chúng ta sẽ chia sẻ và thêm vào trong cái quá trình sau này. Các em nên một cái kế hoạch rồi đó, thì cô sẽ email cho các em thêm về cái hướng của chúng ta. Đây là một số hướng mình giải pháp, định hướng giải pháp thôi để mà chúng ta có thể khắc phục được những cái khó khăn đó. Thì như thế này này, thì thứ nhất là nhóm các em đã coi như là đưa ra là cái ý tưởng kinh doanh cái mặt hàng muối. Thì nhưng mà cô muốn tổng quan hóa cái vấn đề là thế nào, làm thế nào để các em có được một cái ý tưởng kinh doanh tốt, làm thế nào các em có được một ý tưởng kinh doanh tốt này. Dạ cô Nếu ơi, là thì cô nghe em thấy là cái này cái các cái sản phẩm sản xuất ra từ muối á thì nó vẫn là giống như một cái nhu yếu phẩm hàng ngày, nên là cái mặt hàng đó theo em nghĩ là nó có thể tiêu thụ rất là dễ. Ví dụ như là bột tăng iốt hoặc là muối iốt là những cái mặt hàng mà là nhu yếu phẩm. Còn những cái mà nó sử dụng khối lượng lớn hơn giống như là dùng trong công nghiệp á thì đó là mới là những cái yếu tố chính mà nó tác động mạnh đến 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 cái vấn đề kinh doanh, ví dụ là do vấn đề nhập khẩu muối của chính phủ nhà. Thế còn theo ví dụ như thì chênh lệch giá giữa 500.000 với 1,5 triệu một tấn đó là một sự chênh lệch rất là lớn.
Còn nếu như không có thực trạng thì chính phủ thì giá muối có thể là nó không tụt xuống khoảng 500.000 đô. Hoặc là do thời tiết mưa gió thì có thể là nó cũng không tác động lớn như vậy. Rồi, cô giáo cảm ơn Tịnh nha. Cái câu hỏi của cô thì thực sự là cô muốn tổng quan hóa cái vấn đề là làm thế nào để mình tìm được, còn em cụ thể hóa nó ra thành một cái lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Thì một chút xíu nữa thì để lắng nghe thêm cái ý kiến của các bạn ở Tiền Giang và các bạn ở Trà Vinh đó, thì cô sẽ chia sẻ một cái chung. Cảm ơn Tịnh nhé. Thế các em ở Dạ, Ninh cảm Hòa ơn còn cô. có một cái lĩnh vực kinh doanh nào khác nữa không ạ? Rồi cô sẽ quay về Ninh Hòa sau ha. Bây giờ mình muốn gặp các bạn ở tỉnh ở ở Tiền Giang nè. Rồi đại diện một cái nhóm nào đó, các bạn có thể giới thiệu tên, các bạn có thể giới thiệu lớp và các bạn có thể chia sẻ cái câu hỏi này với mình với tất cả các bạn ở ở Trà Vinh và Ninh Hòa. Dạ, alo em ở Tiền Giang ạ. Rồi chào em tên gì dạ, nhỉ? Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hương ở khóa 2008 ở Tiền Giang cô ơi. Rồi chào Hương. Dạ em kinh doanh trong lĩnh vực là dược phẩm. Tại vì em thấy trên thời buổi kinh tế thị trường gia nhập WTO thì dược phẩm là hàng hóa có nhu cầu thiết yếu lúc nào cũng cao, cho nên công ty em muốn có lợi nhuận cao hoặc đạt doanh số đề ra là từ 20 tỷ đến 30 tỷ. Thì để đạt doanh số như vậy và lợi nhuận tăng cao hơn năm rồi thì em có kế hoạch đề ra là phải phát triển hệ thống với chuỗi nhà thuốc bán lẻ, đạt tiêu chuẩn chất lượng EPP, rồi trên nền tảng đó phát triển sản phẩm mới làm sao cho giảm chi phí nhưng mà có lợi nhuận giá cả phù hợp với nhu cầu của người dân. Rồi tiếp theo là tăng hoạt động marketing, giới thiệu đến quý khách hàng, rồi tăng thị phần. Dạ, em có như đó. Rồi, cảm ơn Hương. Nhưng mà bây dạ. giờ cái câu hỏi của mình như vậy nè, có nghĩa là làm thế nào để mà bạn có thể tìm được một cái ý tưởng kinh doanh tốt? Còn khi mà Hương chia sẻ với mình á, thì theo như mình hiểu được là hiện tại là bạn cho rằng là cái mặt hàng dược phẩm á, là chúng ta sẽ kinh doanh có lợi cho công ty và kể cả cộng đồng. Thì đây là một cái lĩnh, có nghĩa là các công ty của bạn là một cái công ty về dược phẩm mới đúng không ạ? Cho nên các bạn muốn rằng là đưa ra một cái kế hoạch giống như là một cái hệ thống kênh phân phối cũng như là một cái kế hoạch về marketing để làm thế nào để có thể là đưa được thuốc đến cái người tiêu dùng với cái giá mà chấp nhận được, mà thậm chí là đối với cái vùng sâu vùng xa thì chúng ta sẽ có một cái chính sách giá như thế nào đó, tôi ví dụ như thế. Thì ở đây là gần như là bạn xây dựng một cái kế hoạch, bạn xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh, mà kế hoạch ở đây là liên quan đến kế hoạch về marketing và kế hoạch là chủ yếu là cái kênh phân phối. Thì cô cũng muốn chia sẻ thêm rằng là cái câu hỏi của chúng ta đó là có nghĩa là làm thế nào để mình tìm được một cái ý tưởng kinh doanh tốt. Có thể là bạn được sinh ra và lớn lên và sau đó bạn ấp ủ một cái ước mơ, bạn muốn làm một cái điều gì đó, ví dụ như là sau này khi mà bạn đang học ở tại 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 coi như là trung tâm từ xa của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn coi như là hiện tại bạn đang kinh doanh trong cái lĩnh vực là dược phẩm chẳng hạn, nhưng mà bạn ấp ủ một cái ý tưởng kinh doanh nào đó từ trong cái thực tế, từ những cái cơ hội xung quanh bạn, để từ đó bạn muốn rằng khi mà bạn đã đủ nguồn lực vật lực rồi đó thì bạn sẽ phát triển cái ý tưởng này thành hiện thực cơ, hiểu không ạ? Thì để muốn biến từ một cái ý tưởng của mình thành cái hiện thực thì các bạn sẽ phải coi như gần như là viết ra được một cái bản kế hoạch kinh doanh, và từ cái việc mà kế hoạch hành động như vậy bạn sẽ triển khai cái kế hoạch của mình để đạt được những cái mục tiêu mà bạn đã được đề ra, và cái mục tiêu ngắn hạn cũng như là kế hoạch dài hạn. Thì Hương chia sẻ đúng không ạ? Thì nếu như vậy thì ở Tiền Giang chúng ta có một cái nhóm nào khác, nhóm Hương nữa mà chúng ta có thể chia sẻ là làm thế nào chúng ta tìm được một ý tưởng kinh doanh tốt không ạ? Alo. 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 Mình nghe. Dạ. Tôi đã nghe. Em tên Quỳnh Trọng Phú. À chào Phú. Em hiện giờ đang công tác tại hợp tác xã thương mại dịch vụ Vĩnh Kim. À Vĩnh Kim, Tiền Giang. Dạ, Vĩnh Kim Tiền Giang. Hình như Vĩnh Kim của chúng ta nổi tiếng là vú sữa phải không Phú nhỉ? Dạ. Đúng không? Dạ, okay. Rồi, nhớ cô không làm. Rồi cảm ơn Phú. Bây giờ Phú chia sẻ với cô giáo với lại các bạn thế nào? Xin nào. Dạ theo em thì để có một cái ý tưởng kinh doanh tốt thì em nghĩ thì nó cũng đơn giản thôi, nó xuất phát từ nhiều nguồn. Nhiều nguồn, thứ nhất là cái nguồn từ bản thân của mình,
từ cái nhu cầu thực tế của bản thân thì cần thiết những gì đó thì mình sẽ có một cái ý tưởng để mình tạo ra một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ gì đó để đáp ứng cái nhu cầu bản thân của mình. Yeah. Thứ hai là từ cái môi trường sống hàng ngày của mình, mình như thông qua bạn bè, thông qua đồng nghiệp, thông qua những người thân thì họ chỉ sẽ có những cái nhu cầu và mình trong quá trình sinh hoạt thì mình sẽ bắt gặp được những nhu cầu đó. Và một cái nguồn em nghĩ cũng rất là tốt, tức là một cái nguồn ý tưởng mà vô tình, tức là trong một quá trình mình đi chơi gì đó, làm gì đó thì sẽ có những người khác họ không nói chuyện trực tiếp với mình, nhưng mà họ nói chuyện với bạn bè của họ, mà trong khi đó mình ngồi mình nghe được. Yeah. Tức là mình tình cờ mình nghe được thì những cái ý tưởng đó thì cũng là anh em nghĩ cũng là một cái ý tưởng tốt. Trên cơ sở những ý tưởng như em vừa nói thì mình sẽ có những một cuộc sàng lọc, những mình sẽ có cuộc sàng lọc ý tưởng lại để mình tìm ra một cái ý tưởng nào đó nó phù hợp và nó có hiệu quả nhất để mình tiến hành mình hoạch định một cái chiến lược để mình kinh doanh sau này. Thì tôi xin hết. Rồi, rất là cảm ơn Phú đã có một cái câu trả lời theo mình là cũng khá sát với cái câu hỏi mà mình nêu ra. Thế giờ sắp tới nếu mà em có thể có được cái cơ hội để mà mình triển khai được ý tưởng của mình thì ý tưởng kinh doanh của Phú là gì nè? Phú có thể chia sẻ với cô, với các bạn không ạ? Dạ, thưa cô, tại vì em thì giờ em đang làm trong ngành thương mại dịch vụ thì em nghĩ mình đang làm theo một cái chuỗi cung cấp bán lẻ, hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ cho người tiêu dùng. Nên em nghĩ thì rất là nhiều cơ hội. Bây giờ em cung cấp những dịch vụ, sản phẩm dịch vụ thương mại, như mình mở một cái chuỗi cửa hàng phục vụ đến những vùng sâu vùng xa để mình đưa những cái sản phẩm của mình, sản phẩm của người Việt Nam mình đến những cái nơi vùng sâu vùng xa, rồi hoặc là mình phát triển thêm những cái trên cơ sở mình cung cấp dịch vụ thì mình sẽ có những cái sản phẩm thì mình sẽ có những sản xuất ra những sản phẩm gì đó mà mình dám cái khả năng của mình có thể sản xuất được để mình đưa vô cái chuỗi sản phẩm của mình để mình cung cấp. Thôi, cô cảm ơn Phú. Chị như vậy chứ theo Phú là những cái dịch vụ mà hiện tại cái hợp tác xã mình cung cấp cho khách hàng đó, thì theo em cái dịch vụ nào mà cái khách hàng của mình chưa cảm thấy hài lòng nhất nè? Phú có thể chia sẻ với mình, với các bạn à? Thưa cô, đối với em thì cái đơn vị của mình thì cũng là chưa là đơn vị lớn lắm nên em nghĩ thì cái hình thức mà cái dịch vụ mà siêu thị hình thức siêu thị bán hiện đại á, tức là vừa tiện ích cho dân, tức là không phải hiện đại quá mà cũng vừa có cái tính hiện đại trong đó, buôn bán giá cả đồ hàng hóa cũng đa dạng dồi dào mà nó không phải như cái siêu thị hiện đại em nói. Gần như là Phú muốn tìm ra một cái mô hình mà mình có thể phù hợp với cái đặc điểm kinh doanh của cái địa phương của mình ha, nhưng mà vừa đảm bảo được cái truyền thống, có nghĩa là mình phát huy nó lên theo cái xu hướng phát triển của xã hội, đúng không? Ý của Phú là như thế, đúng không ạ? Rồi cô giáo cảm ơn Phú hả. Rồi cô hy vọng là có thể là sau này nhận được một kế hoạch kinh doanh thì mình sẽ có của nhóm á, thì mình sẽ có những cái thông tin phản hồi cũng như chia sẻ nhiều hơn đối với cái lĩnh vực kinh doanh về dịch vụ của bạn, mình cũng rất là quan tâm đấy. Rồi cảm ơn Phú. Bây giờ mình muốn quay về các bạn Trà Vinh của mình nè. Trà Vinh thân thương đâu rồi? Cô nghe dạ, rõ cô, em tên Trà Vinh có ý kiến về cái ý tưởng kinh doanh nè. Rồi, em tên gì? Trước hết thì chúng em đồng ý với ý kiến của bạn Phú. Em xin lỗi, em tên gì nha? Kế hoạch kinh doanh á, nhưng mà dựa trên cái phương thức tổng quát là cái mình phải nhận ra cái cơ hội, tức là cái ý tưởng kinh doanh của mình á, nó có thực tế hay không, và nó sản xuất mặt hàng hay dịch vụ nào, và sản xuất cho ai. Xin lỗi nè, em có phải là bằng bằng không? Cái... Em bằng hả? Xin lỗi ơi, Trà Vinh. À, Trà Vinh nè, dạ. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Nguyễn Thanh Bằng của em. Rồi, cô nghe giọng cô thấy giống Bằng. Rồi, bằng nói tiếp đi. Cô nghe. Dạ.
Bạn có bổ Dạ, sung dựa thêm trên ý những kiến của bạn Phú không? cái thực tế, tức là cái ý tưởng kinh doanh của mình cũng cũng có thể là nói như bạn Phú, cũng có thể là xuất phát từ bản thân mình hoặc là xuất phát từ những người thân của mình để mình đưa ra cái ý tưởng kinh doanh. Thì ý tưởng kinh doanh ở đây là phải phù hợp với thực tế, phù hợp với cái điều kiện phát triển của xu hướng của thị trường và cái lịch sử phát triển của cái ngành nghề hay cái sản phẩm dịch vụ mà mình kinh doanh. Thì từ đó mình sẽ đưa ra được những cái chương trình hành động cụ thể cho cái sản phẩm đó. Thì thông qua cái chương trình hành động thì mình có thể dựa vào những cái tiêu chuẩn hay những cái tiêu chí để mình đánh giá cái hoạt động, cái ý tưởng kinh doanh đó của nó có phù hợp với cái ý tưởng của mình, cái thực tế của mình hay không, để mình có những cái phương án để mình điều chỉnh và kiểm tra so với cái thực tế mà nó thay đổi. Thì như tụi em thì một ý tưởng kinh doanh thì em đồng ý là thực tế, ví dụ chẳng hạn như tụi em bây giờ là đang cung cấp những cái dịch vụ của công nghệ thông tin, thì ngoài những cái dịch vụ mà truyền thống như là điện thoại hay là internet thì tụi em còn muốn cung cấp những cái giá trị mà nó làm tăng cái phần hữu ích cho khách hàng, như chẳng hạn như là thời đại là bùng nổ công nghệ thông tin thì tụi em cung cấp đến khách hàng là những dịch vụ như có MyTV hay là những dịch vụ mà gọi cho khách hàng tay ba, thì đó là những cái dịch vụ mà nó sát sao với thực tế mà khách hàng đang cần. Thì tụi em nghĩ đó là những cái kế hoạch, những cái ý tưởng kinh doanh nó mang tính chất thực tiễn nhiều hơn. Rồi, cảm ơn Bằng rất là nhiều. Thì thông qua ý kiến của Hương rồi Phú rồi Bằng thì như thế này, thì ở đây tôi muốn tổng hợp hóa là những cái suy nghĩ của các bạn là có nghĩa là bây giờ để mà mình có được một ý tưởng kinh doanh tốt ấy, thì các bạn phải gồm có hai nhân tố. Thứ nhất là cái cơ hội kinh doanh, và cái thứ hai là mình phải có cái kỹ năng cũng như các nguồn lực tận dụng các cơ hội đó. Các bạn có nhớ là khi mà các bạn học cái môn là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô mà, thì như thế này nè các bạn, cái nhu cầu á là vô hạn. Cái nhu cầu là bao giờ cũng là vô hạn, nhưng mà các bạn thấy là cái nguồn lực đó thì nó là giới hạn. Chính vì lý do đó các bạn thấy là mình sẽ tối ưu hóa những cái nguồn lực của mình để mình tránh bị lãng phí thôi. Cho nên mình phải phân bổ cái nguồn lực của mình như thế nào để mình đạt cái độ là hiệu quả và hiệu năng ha. Chính vì lý do mình tối ưu hóa cái nguồn lực của mình để mình tránh cái sự lãng phí trong cái nguồn lực của mình, thì gần như là các bạn thấy một cái ý tưởng kinh doanh tốt thì các bạn sẽ khai thác được cái cơ hội kinh doanh này, rồi các bạn là có được những cái kỹ năng nè, cũng như là cái nguồn lực cần thiết để mà chúng ta khai thác những cái cơ hội mà mình có được. Thì như thế này nè, các bạn thấy rằng là những cái cơ hội nào xung quanh mình, thì các bạn thấy rằng là để có thể tồn tại được đó, thì thường thường doanh nghiệp phải cung cấp được các dịch vụ cũng như các hàng hóa nó phù hợp với cái nhu cầu của con người và giải quyết được những cái vấn đề của họ. Tất yêu nhưng mà nếu không muốn nói là mình đáp ứng vượt hơn cả sự mong đợi của khách hàng nữa, đúng không ạ? Cho nên gần như là một cái phương pháp hữu hiệu để mà mình tìm được cái ý tưởng kinh doanh mới á, là gì? Là mình suy nghĩ những cái khó khăn mà mọi người đang gặp khi mà mình giải quyết được cái nhu cầu và vấn đề của họ, đúng không? Ví dụ như bây giờ các bạn thấy là bây giờ mình thấy một ví dụ đó là thực tiễn bây giờ, các bạn thấy rằng là khi mà thường thường các bạn đi học thì các bạn phải được gặp coi như là thầy cô nè, đúng không ạ? Có sự tương tác, bởi vì các bạn thấy là cái chất lượng của một cái khóa học là gì? Nói chung mà một cái chương trình đào tạo là gì? Là cái sự tương tác của thầy và trò, giữa trò với trò, coi như là giữa thầy với thầy, kể cả giữa thầy với trò, trong một cái môi trường nói chung là hỗ trợ và môi trường học tập đó. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy bây giờ các bạn với mình thì gần như là về điều kiện rất là hạn chế, và các bạn ba tỉnh, coi như là ba đơn vị đi, ba nơi xa, mà tôi bây giờ làm thế nào để chúng ta tối ưu những gì chúng ta có bằng cách là gì? Là rõ ràng là tôi thường thường khi mà hướng dẫn cho bất cứ một cái lớp nào thì thường thường hình như là tôi cho các bạn sinh viên của mình thực hành rất là nhiều, tức là thảo luận, chia sẻ, trình bày, sau đó lấy cái ý kiến thảo luận rồi chia sẻ trình bày và tôi sẽ đúc kết lại, thường là như vậy. Gần như cái sự tương tác của các bạn với nhau cũng như là giữa tôi với các bạn rất là liên tục trong cái quá trình mình học. Nhưng mà bây giờ ở đây nè, Tiền Giang nè, Trà Vinh nè,
bây giờ rồi cộng với lại Ninh Hòa nữa, cho nên là tôi không muốn bất cứ một cái thời gian nào đó gần như là trống mà các bạn lãng phí cái thời gian mà mình đến lớp buổi sáng hôm nay chẳng hạn. Thì gần như là tôi rất là mong muốn là cái sự hợp tác các bạn là gì, chúng ta hãy hãy suy nghĩ về cái ý tưởng kinh doanh của mình ngay từ bây giờ, để cũng như là cái lĩnh vực mà hiện tại mình đang làm đấy, giống như là Phú hoặc là Bằng là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoặc là Phú thì chúng ta, hoặc là chị Hương trong lĩnh vực về dược phẩm, thì chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta nên kinh doanh cái lĩnh vực gì đây, một từ cái ý tưởng kinh doanh nào mà mình có thể chia sẻ trong cái nhóm. Cho nên tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là để mà đạt được cái mục đích nào đó, thì thứ nhất là mình có những cái phương pháp tiếp cận như vậy nè, chẳng hạn như là bạn Phú cũng nêu, là tôi hoàn toàn đồng ý là ở chỗ đây là gì, nó xuất phát từ những cái khó khăn mà chính mình gặp ha, rồi mình gặp phải những cái vấn đề gì khi mà mình mua cái sản phẩm nè, hoặc là mình mua cái dịch vụ nào đó ở tại địa phương của mình ha. Thì là cái thứ hai là ví dụ như là các bạn gặp cái khó khăn trong công việc này, ví dụ như chị Hương có nêu rằng là khi mà các bạn làm trong cái bộ phận marketing hay là bạn còn trong bộ phận kinh doanh chẳng hạn, thì bạn cho rằng là bây giờ mình phải tổ chức được một cái kênh phân phối cái sản phẩm dược phẩm của mình, mà thậm chí nếu không muốn nói là đến những cái nơi vùng sâu vùng xa, đúng đối tượng mà mình cần được, cần họ cần những cái sản phẩm đó. Thì ở đây xuất phát từ những cái khó khăn trong công việc như vậy, hoặc là thì bạn 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 có thể nhận thấy để mà bạn hoàn thành cái công việc này á, thì mình mới coi như là từ mình xuất phát từ những cái khó khăn của mình trong công việc, cũng như là các vấn đề mà những người khác gặp phải đấy, như là coi như Phú cũng nêu, Bằng cũng nêu đấy, là coi như là chúng ta trong quá trình chúng ta ngồi uống cà phê, chúng ta chia sẻ những cái vấn đề mà gặp đấy, thì nó cũng có những cái cơ tạo những cái cơ hội, hoặc là những cái gì mà còn thiếu trong cái cộng đồng của bạn, chẳng hạn như kinh doanh muối nè, ở Ninh Hòa cũng có nêu nè, thấy mà rồi rồi các vấn đề của cái những người dân, và cũng như những cái nhu cầu ha, chưa được đáp ứng, những cái nhu cầu chưa được đáp ứng. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy rằng là tại sao cái trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đưa ra cái hình thức thức đào tạo làm giống như là từ xa dưới dạng trực tuyến như thế này, thì cũng xuất phát từ cái việc là cái nhu cầu của các bạn là các bạn rất muốn được được đến trường, đến lớp để chúng ta có thể nâng cao được cái nghiệp vụ và kiến thức và kỹ năng. Nhưng mà rõ ràng vì cái điều kiện hoàn cảnh, các bạn thấy rằng là bây giờ mình đến thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó rất là coi như điều kiện đi lại rất là xa xôi, nhưng mà bây giờ làm thế nào để các bạn có thể gặp được những cái người, nếu nó không, nếu là thầy thầy cô mà giống như là những cái người chuyên gia trong những cái lĩnh vực mà các bạn rất là quan tâm, thì các bạn được gặp gỡ trực tiếp với các thầy các cô cũng như các chuyên gia trong những cái lĩnh vực mà coi như là từng cái môn học một á, thì để mà trên cơ sở đó các bạn có cái gì ưu tư thắc mắc là các bạn có cái người để các bạn email nè, hoặc là các bạn điện thoại, hoặc là cái dịp nào đó các bạn đến thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cũng có thể điện thoại hoặc email để chúng ta có thể gặp gỡ được những cái chuyên gia để chúng ta xin ý kiến nè. À, bây giờ tôi kinh doanh muối như vậy, chẳng hạn như bạn bạn ở có như là Ninh Hòa đấy, gặp cũng như là có những cái khó khăn như vậy, thì thầy cô có thể hỗ trợ cho tôi những cái phương pháp gì đó để khắc phục những cái khó khăn như thế, thì rõ ràng là xuất phát từ cái nhu cầu đó thì trường mới đưa ra cái hình thức đào tạo như vậy để gần như chúng ta tối ưu những gì chúng ta có thôi. Khi trên thực tế là rõ ràng là tôi cũng thích là trực tiếp được nói chuyện với các bạn, được chia sẻ với các bạn, coi như giao lưu với các bạn, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thông qua cái hình thức là coi như là trên online như thế này, trực tiếp như thế này, đúng không ạ? Rồi khi mà mình chọn lựa một cái ý tưởng kinh doanh đó, thì thứ nhất là cái việc đầu tiên, cái bước đầu tiên là mình phải xác định được cái cơ hội ngay nơi mà mình sinh sống. À, sau đó là mình phải quyết định xem á, là mình có cái kỹ năng để nắm bắt được cái cơ hội đó hay không. Có nghĩa là rõ ràng là bạn thấy rằng là bạn muốn kinh doanh muối, nhưng mà bây giờ bạn xác định về cái nguồn lực vật lực nè. Nguồn lực vật lực đây bạn phải nói là về vốn nè, về con người nè, về kỹ năng quản trị nè, đúng không ạ? Thì coi như là bạn phải xác định được tất cả những cái kỹ năng cũng như các nguồn lực cần thiết để chúng ta có thể triển khai được cái từ một cái ý tưởng kinh doanh của mình thành cái hiện thực. Cho nên ở đây cũng chia sẻ rằng là cơ hội kinh doanh á, thì bây giờ chúng ta phải có đủ cái nguồn lực để mà chúng ta khai thác được cái cơ hội mình có, thì các bạn phải xác định được cái, nếu không muốn nói là cái input á, là cái đầu vào của chúng ta đó, thì đương nhiên cái input thì qua một cái quá trình xử lý là một cái process, thì chúng ta tạo ra một cái output là cái đầu ra,
đầu ra của chúng ta là gì? Đó, muối là những cái sản phẩm mà còn hơn thế nữa là những cái dịch vụ hỗ trợ để mà cái người tiêu dùng người ta cảm thấy thỏa mãn ở mức độ cao nhất đối với cái sản phẩm và dịch vụ của mình cung cấp, đúng không ạ? Rồi thì trên đây là mình cũng một số cái nội dung mà giúp các bạn phát triển được cái ý tưởng của mình á. Thì thứ nhất là các bạn cần phải có một cái lời tuyên bố về cái nhiệm vụ, về cái nhiệm vụ ha, cũng như là cái sự khác biệt so với cái đối thủ cạnh tranh, và các bạn phải có một mục tiêu rõ ràng. Thì ví dụ như bây giờ bạn kinh doanh muối thì muối, nhưng mà cái muối của cái tỉnh của các bạn ở Ninh Hòa đó, các bạn có thể cho mình biết rằng là cái giá trị cốt lõi, cái sự khác biệt duy nhất của cái sản phẩm của các bạn so với tất cả những cái sản phẩm muối khác, nó có cái lợi thế gì, nó gần như là tôi tạm nói là nó là cái core competency á. Thì bây giờ như thế này nè, ai bây giờ các bạn bây giờ ai là người đọc cái bản kế hoạch kinh doanh của chúng ta nè, ai là người bạn đọc nè? Thứ nhất có phải là cái thứ nhất là tại vì sao các bạn biết không? Ví dụ khi mà mình muốn triển khai từ một cái ý tưởng kinh doanh của mình mà thành hiện thực á, thì bây giờ các bạn sẽ viết ra một cái kế hoạch kinh doanh. Thì rõ ràng khi mà các bạn xác định được cái cơ hội rồi, nhưng mà các bạn thấy rằng cái nguồn lực vật lực cơ sở về vốn của chúng ta còn thiếu, thì bây giờ rõ ràng bây giờ mình sẽ coi như là vay vốn, có thể vay vốn từ ngân hàng hoặc là chúng ta mời những cái nhà đầu tư vào cái kế hoạch kinh doanh của ta, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái người đọc kế hoạch kinh doanh này là ai? Thứ nhất là cái chủ sở hữu cũng như là các nhà đầu tư vào cái kế hoạch kinh doanh của mình. Cái thứ hai là gì? Ngân hàng, đúng không? Chúng ta cần vay vốn thì ngân hàng sẽ đọc cái kế hoạch kinh doanh của mình, phải không? À, cũng như là các khách hàng lớn ha, các khách hàng lớn. Ví dụ như các bạn thấy rằng là ví dụ như ở các bạn hợp tác xã đi, bây giờ các bạn muốn tạo ra một cái chuỗi dịch vụ ha, cung cấp cho đến tận vùng sâu vùng xa, giống như những cái siêu thị mà gần như cái mô hình nó vừa phù hợp với cái địa phương nữa đó, thì bây giờ các bạn sẽ kết hợp với các nhà cung cấp cái sản phẩm và dịch vụ đó. Thì bây giờ các bạn kết hợp với các nhà lớn thì cùng tham gia vào với các bạn ngay từ ban đầu để mình tạo ra một cái sản phẩm với cái giá cạnh tranh, với cái giá cạnh tranh, đúng không ạ? Cho nên gần như là chúng ta sẽ phối hợp với những cái khách hàng lớn như thế nào đó, cũng như các nhà cung cấp cho cái sản phẩm và dịch vụ của mình, đúng không? Ví dụ như các bạn siêu thị nè, mà các bạn muốn có được cái nguồn rau sạch nè, thì các bạn phải kết hợp với những người nông dân. Mới nếu không muốn nói rằng là những người nông dân, là chúng ta sẽ coi như có một cái kỹ thuật gieo trồng như thế nào đó để có được rau sạch, và từ đó là mình sẽ làm thế nào để mình tạo một cái kênh phân phối để mình đưa về đến cái người tiêu dùng. Thì ví dụ như các bạn có một cái mối gắn kết với cái nhà cung cấp lớn đó, thì trên cơ sở đó là cái giá thành của mình mới cạnh tranh được. Chúng ta cạnh tranh về giá mà dịch vụ chúng ta là chúng ta đưa được rau tươi về đến cho cái người dân của mình. Thì rõ ràng là những cái người mà đọc kế hoạch kinh doanh cùng đầu tư với mình, cùng chia sẻ với những cái triết lý kinh doanh với mình, để rồi chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm và dịch vụ để chúng ta cung cấp cho cái người tiêu thụ đó, cái người tiêu dùng đó nè. Rồi các bạn thấy rằng là cái rõ ràng là cái vai trò của cái người giám đốc điều hành rất là quan trọng. Thì bây giờ thí dụ như thậm chí một số sinh viên mà năm thứ tư của mình đó là muốn kinh doanh cái bán sách online, thì các bạn nói bây giờ là các bạn muốn coi như là thành lập đó, thì ban đầu là thực ra là các bạn coi như khai thác được cái thế mạnh của từng bạn sinh viên, và trên cơ sở đó là cử ra một giám đốc điều hành. Thì cái người giám ứng cử viên vào cái chức vụ là giám đốc điều hành đó, thì người ta coi như là gần như cũng sẽ đồng hành cùng với các bạn, chia sẻ dùm như các bạn về cái kế hoạch kinh doanh đó, để mà thậm chí là trong những tháng đầu các bạn nói rằng là thực ra mình vì cái ngân sách tài chính còn hạn chế, cho nên cái mức lương là coi như là công ty sẽ ghi nợ lại cho các bạn đó, vân 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 vân, cũng như là đấy, những cái người mà đọc cái kế hoạch kinh doanh của mình, các đối tác liên doanh có triển vọng đấy, thì để trên cơ sở đó để mà đảm bảo được cái tính khả thi của cái kế hoạch kinh doanh của mình đó các bạn. Rồi cái chức năng, cái bốn cái chức năng quan trọng của cái kế hoạch kinh doanh, thì thực ra cái này là về mặt lý thuyết, cho nên mình có thể là mình lướt mình chia sẻ cũng nhanh thôi. Để trên cơ sở đó thì khi mà cái tài liệu đọc thêm á, mình sẽ gửi lại cho các bạn, rồi các bạn đọc thêm về cái phần là thuộc về lý thuyết. Mình sẽ nói đây là mình sẽ chia sẻ các bạn một số cái mô hình thực tiễn thôi, đây bởi vì cái thời gian nó cũng hạn chế. Một cái thành phần
tôi đi vào cái thành phần của một cái kế hoạch kinh doanh, thì cái thành phần kế hoạch kinh doanh đó là một cái kế hoạch kinh doanh năng động, nó là một cái quy trình không bao giờ ngừng, nghĩa là liên tục. Cho nên là cái ý tưởng kinh doanh nè, rồi các nguồn lực và cũng như các mục tiêu chúng ta nêu rất là rõ ràng và cụ thể, cũng như thị trường và khách hàng, cũng như là đối thủ cạnh tranh. Cho nên nếu mà các bạn được trang bị cái môn mà quản lý chiến lược á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ phân tích được cái mô hình đối thủ cạnh tranh rất là rõ ràng và cụ thể. Chúng ta phân tích được cái mô hình SWOT đó các bạn. SWOT đó là viết tắt, SWOT là viết tắt của từ là Strength Opportunities, S là Strength, đúng không? O là Opportunities, T là Threats, và cái W là Witnesses. Thì khi mà các bạn phân tích cái môi trường vi mô đó, là internal environment, là cái môi trường vi mô đó, để các bạn đưa ra được những điểm mạnh là strength và điểm yếu là weaknesses, là điểm yếu, điểm yếu. Còn khi mà các bạn phân tích cái môi trường vĩ mô để các bạn đưa ra cái các bạn phân tích cái môi trường vĩ mô đó để các bạn đưa ra được cái cơ hội, cũng như là những cái thách thức opportunities, cũng như là cái đe dọa là cái threats, thế nào thì đó là lý do là tôi nói là tại sao các bạn phải học cái môn quản trị chiến lược đó hả, cái phân tập phân tích được đối thủ cạnh tranh, cũng như là các nguồn lực nè, về nhân lực, về công nghệ, về thiết bị, về cơ sở vật chất, để chúng ta thực thi cái kế hoạch của mình, cũng như cái hiệu quả kinh tế xã hội đem lại, là giống như cái output đó, là cái đầu ra của mình á. Rồi chúng ta sẽ có một cái kế hoạch tài chính, chúng ta phân tích là cái điểm hòa vốn nè, một số chỉ tiêu về cái tài chính thì như thế này nè. Bởi vì cái thời gian của chúng ta rất là hạn chế, cho nên tôi sẽ chuyển tải cho các bạn một cái file về cái một số cái chỉ tiêu về tài chính rất là cơ bản, để trên cơ sở đó các bạn ở nhà các bạn vẫn có thể đọc và các bạn làm việc tự học được, không sao, mặc dù là các bạn chưa học cái môn quản trị tài chính ở trường, thì mình sẽ gửi cho các bạn tài liệu rất là cơ bản để các bạn có thể là đọc và chúng ta có thể thực hành được ngay cái kế hoạch kinh doanh của mình, thế nào. Và chúng ta cũng phân tích cái tỷ số rủi ro của cái dự án, để trên cơ sở đó chúng ta coi cái dự án của mình nó có cái tính khả thi hay không, để mình có cái này là để chúng ta đầu tư vào cái kế hoạch kinh doanh này, hay không, thế nào. Thì một cái kế hoạch kinh doanh năng động á, thế như là việc mà mình đưa ra một kế hoạch kinh doanh, nó sẽ phục vụ rất là nhiều mục đích. Thứ nhất là giúp cho bạn có một cái nhận ra là mình, cái tầm nhìn của mình, cũng như là mình trong cái quá trình mình cung cấp, mình thu thập cái kiến thức và thông tin đó, để mình đi đến một cái kinh doanh quyết định cho nó tốt hơn. Cho nên ví dụ như bây giờ các bạn bây giờ nói năm nay là bây giờ một cái bộ phận giống như cái bạn Hương ở bên cái bộ phận dược phẩm đi, bây giờ bạn để mà nâng cao được cái doanh thu của công ty, thì bây giờ bạn nghĩ rằng là bạn sẽ cái vấn đề bạn đang gặp là nó nằm ở cái hệ thống kênh phân phối chẳng hạn. Thì bây giờ làm thế nào để mình đưa được thuốc về cái vùng nông thôn, hoặc là mình đưa được thuốc về nơi cái đối tượng cần dùng, hoặc là mình nhập từ những cái khách hàng lớn như thế nào để mà chúng ta đảm bảo cái nguồn thuốc nó ổn định, cái giá nó ổn định, vân vân và vân vân. Thì ở đây bạn, khi mà bạn đưa ra được một cái kế hoạch kinh doanh rồi, nó sẽ giúp cho bạn đi đến một cái nó là một cái nền tảng đi đến một cái quyết định kinh doanh tốt hơn. Cũng như là bạn, ví dụ như khi mà bạn có một cái kế hoạch kinh doanh rồi á, cụ thể á, thì bạn mới thuyết phục được những người trong gia đình à, có đầu tư vào kế hoạch của mình không, hoặc là ngân hàng, hoặc là các nhà đầu tư khác. Thì cho nên trên cơ sở là bạn coi như là, bởi vì cái nguồn vốn mình hạn chế mà, cho nên là gần như là các bạn thuyết phục các nhà đầu tư vào, thì mình phải có một cái kế hoạch cụ thể chứ mình không thể nói được, thế nào. Cho nên mình phải đưa ra các thành phần nó rất là rõ ràng và cụ thể, và cũng như là nó là cái cơ sở để mình có được một cái sự tư vấn tốt hơn, chuyên gia từ những người cộng tác hay cộng sự với mình. Cái phần ý tưởng kinh doanh mình đã nêu rồi, thì các nguồn lực và cái mục tiêu cá nhân á, thì như thế này nè. Thứ nhất là tại sao mình lại muốn bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình, tại sao mình phải trả lời được câu hỏi tại sao, thế nào. Rồi cái thứ nhất là rồi cái mạng lưới ở trong gia đình nè, đầu tư nè, vân vân, cũng như mình có một cái quá trình học tập làm việc như thế này thế nào, cũng như là cái kết quả nghiên cứu, những cái thành tích hoặc những cái chức vụ mình đã từng nắm giữ, để trên cơ sở đó nó là nền tảng để mà mình có thể thực thi được một cái kế hoạch kinh doanh của mình, hoặc là những cái kiến thức của mình về cái sản phẩm, về cái dịch vụ mà mình muốn kinh doanh, cũng như là những cái điểm yếu
để mà trên cơ sở đó mình nhìn nhận lại để mình đưa ra những cái biện pháp mình khắc phục thế nào. Thì như thế này, bây giờ các bạn ở ba đơn vị có nghe mình nói rất rõ không ạ? Bây giờ có một cái bài tập rất là nhỏ như này là các bạn ghi là bài tập 1 đi, bài tập 1 nha. Bài tập 1 là mình sẽ, có nghĩa là sau cái buổi hôm nay có thể là hết ngày chủ nhật là mình sẽ hy vọng mình nhận được cái bài làm của tất cả các nhóm. Có nghĩa là bạn ghi tên nhóm nè, bạn ghi tên nhóm nha, bạn ghi tên nhóm, thứ nhất là tên nhóm, cái hai là tên thành viên trong nhóm, cái thứ ba là cả một nhóm các bạn có một cái địa chỉ email, các bạn gửi về cho cái địa chỉ email của mình hoặc là thầy Long cũng được. Thì trên cơ sở đó thì mình sẽ, có nghĩa là gần như là chấm điểm này là gần như là điểm theo quá trình 30% của các bạn là các bạn nộp theo nhóm á, còn 70% số điểm thì mình sẽ là điểm cuối khóa của các bạn làm một cái tiểu luận cá nhân. Thì bây giờ như thế này, thứ nhất là cái bài tập của mình cái này nha, các bạn gửi về email là mình sẽ chấm và mình dựa vào cái tên và cũng như là cái nhóm mà thành kiến trúc ở đây, các bạn sẽ lên trình bày cái bài tập 1 này nè. Bài tập thứ nhất nè các bạn, là cái bài tập này là cái bài tập viết bản tuyên bố nhiệm vụ cho công ty của mình, viết bản tuyên bố nhiệm vụ cho công ty của mình ha. Thì bây giờ một nhóm các bạn ngồi lại với nhau, các bạn muốn định kinh doanh cái lĩnh vực là muối, hoặc là các bạn định phát triển cái kinh doanh là coi là cái nghĩa là các có nghĩa là sản phẩm về tinh học ha, thế nào tôi ví dụ như thế. Thì bây giờ như vậy, bài tập thứ nhất là cái mình viết cái bản tuyên bố nhiệm vụ cho công ty của mình. Công ty của mình là công ty nào? Là chẳng hạn giờ nhóm các bạn ngồi lại với nhau, các bạn định kinh doanh cái sản phẩm là muối. Bây giờ các bạn định đặt cái tên của công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn, ví dụ như các bạn đã có một cái tên nào đó để các bạn đặt cho cái tên kinh doanh của mình, thì cho tên công ty của mình thì các bạn đặt tên cho công ty nhé. Rồi cho nên bây giờ khi mà đặt tên rồi thì các bạn viết cái bản tuyên bố nhiệm vụ cho cái công ty của mình. Thì các thành phần cũng như các câu hỏi trong một cái bản tuyên bố nhiệm vụ thì các bạn thứ nhất là như thế này. Thứ nhất, khách hàng 2 chấm. Thì ai là khách hàng của doanh nghiệp mình? Các bạn phải trả lời được câu hỏi này cho mình. Thứ nhất là khách hàng nè, ai sẽ là khách hàng của cái doanh nghiệp của mình? Đây là trong cái phần tuyên bố nhiệm vụ á, là mình có nêu. Thì bây giờ các bạn phải trả lời được cái câu hỏi thứ nhất của mình là khách hàng của mình. Nếu như khách hàng mục tiêu của mình là ai thì nên rất là rõ, đúng không? Cái câu thứ hai là cái sản phẩm và dịch vụ. Thì bây giờ cái sản phẩm và dịch vụ chính của doanh nghiệp mình là gì nè? Sản phẩm và dịch vụ chính như là main có cái nghĩa là cái sản phẩm chính của mình và cái dịch vụ chính của mình là cái gì, mình phải nêu rõ. Cái thành phần thứ ba thì là cái thị trường, là cái công ty của mình cạnh tranh ở đâu, mình phải xác định rõ cái định vị. Mình nghĩ là khi mình ra cái sản phẩm muối hoặc là cái sản phẩm về dịch vụ, các sản phẩm về hợp tác xã nông nghiệp á, thì các bạn hãy xác định cho mình là cái công ty cạnh tranh ở đâu, công ty mình sẽ cạnh tranh ở đâu, ở ngay địa phương hay là ở ngay vùng hay là ở khu vực hay là ở các nước để mình định hướng cho xuất khẩu chẳng hạn, tôi ví dụ thế, thì mình phải cạnh tranh ở đâu. Cái thứ tư mình cần phải nêu trong cái phần tuyên bố nhiệm vụ á là công nghệ. Cái công nghệ căn bản của cái công ty mình là cái gì? Công nghệ căn bản. Cái thứ năm mình cần nêu nè là cái mục đích tồn tại, tăng trưởng, lợi nhuận, mục đích tồn tại nè, tăng trưởng nè và lợi nhuận. Thì trong cái phần mục đích tồn tại, tăng trưởng và lợi nhuận này này, thì các bạn hãy nêu về cái sự cam kết của công ty mình đối với cái mục tiêu kinh tế như thế nào. Nghĩa là mình nêu về cái sự cam kết của công ty mình đối với các mục tiêu kinh tế như thế nào. Tôi ví dụ như thế này nè. Ví dụ như bây giờ trường đại học mở ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà đưa ra cái mô hình đào tạo trực tuyến mà chúng ta thử nghiệm chẳng hạn, thì rõ ràng trong cái quá trình thử nghiệm thì rất là nhiều cái vấn đề nó nảy sinh ra trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái mô hình này. Nhưng mà rõ ràng cái cam kết của nhà trường đối với các bạn học sinh, cũng như là những người tham gia, cũng như giáo viên, cũng như là sinh viên, và cũng như là các nhà chuyên gia mà đến với cái những cái khóa học của chúng ta đó, thì rõ ràng rằng là cái sự cam kết của nhà trường là sẽ gần như là
cung cấp cái dịch vụ tốt nhất, cũng như làm thế nào để các bạn sau khi học học xong mỗi một môn học là chúng ta sẽ đáp ứng được cái mục tiêu của môn học, cái yêu cầu của môn học. Và rõ ràng nghe cái môn của chúng ta là sau khi học xong, có thể là ban đầu vô nè, toàn bộ các bạn ngồi ở đây, các bạn cảm thấy rằng là chúng ta cũng bỡ ngỡ, không biết cái môn này là học cái gì, ra sao, cho đến bây giờ tại sao mình cũng vẫn chưa có tài liệu, tôi ví dụ thế. Nhưng mà khi học xong môn này rồi thì gần như là tất cả các bạn đều có một cái định hình rất rõ trong đầu, là chúng ta sẽ từ cái ý tưởng kinh doanh của mình để chúng ta viết ra được một cái bản kinh doanh, kế hoạch kinh doanh. Và chúng ta sẽ, đây là một cái cơ hội để chúng ta viết ra được cái kế hoạch hành động thực sự, một kế hoạch kinh doanh năng động, để mà chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ mà chúng ta hằng ấp ủ trong thời gian qua mà chúng ta chưa có đủ nguồn lực vật lực để chúng ta thực hiện được nó. Hoặc là sắp tới khi mà có cơ hội thì các bạn sẽ khai thác cái cơ hội này như thế nào, các bạn sẽ xác định được cái nguồn lực vật lực của mình như thế nào để các bạn thực hiện, và cái cam kết của mình là gì khi mình cung cấp cái sản phẩm dịch vụ đó. Giống như là sự dịch vụ là bài đạo như thế này, là nhà trường sẽ phối hợp được những các thầy các cô các chuyên gia coi như là đã từng coi như là đi làm ở các công ty, coi như đặc biệt là cái môn học kế hoạch của chúng ta, thì cũng chia sẻ với các bạn là gần như là mình có tham gia là tư vấn để xây dựng cái hệ thống tài liệu quản lý cho các tập đoàn cũng như các công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là cái chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cũng như là tham gia vào những cái dự án nghiên cứu mang tính cái ứng dụng rất là cao. Thì cũng chia sẻ là mình cũng đã đi tư vấn cho cái tập đoàn kinh doanh về dịch vụ đầu tư đó, đặc biệt là những công ty mới vừa tái cấu trúc, trên cơ sở đó để mình đưa ra một cái chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các công ty. Cho nên ví dụ như cái môn của chúng ta đó, gần như là mình vẫn ước ao rằng là tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn học hết được những cái môn nền tảng, để khi mà chúng ta vào học năm thứ tư, năm học kỳ một cái năm thứ tư á, thì thực sự các bạn sẽ có được cái giá trị của cái môn học này nhiều hơn, để các bạn có được cái thực tiễn từ công việc các bạn đi làm này. Rồi các bạn được trang bị những cái nền tảng kiến thức rất cơ bản để mà các bạn có thể viết ra được một kế hoạch kinh doanh. Cho nên các bạn thấy á, hôm nay bắt đầu chúng ta mới vừa vô cái buổi sáng hôm nay thôi, nhưng mà khi mà các bạn bắt đầu đến trưa ngày mình ngày chủ nhật ngày mai rồi đó, thì gần như trong đầu các bạn được hình dung rất rõ và chúng ta có thể viết ra được một cái kế hoạch kinh doanh. Thì quả là chúng ta có nghĩa là tôi đến cái phần mà các bạn viết cái tiểu luận để các bạn gửi về cho, có nghĩa là gần như thông qua cái tiểu luận của các bạn là cái thực ra nó là một cái hình thức đánh giá là các bạn đã lĩnh hội được cái môn học này như thế nào. Nhưng thông qua đó tôi cũng có thể là tôi chia sẻ được những cái tâm tư, những cái trăn trở, cũng như là tôi chia sẻ với các bạn những cái ý tưởng kinh doanh mà các bạn được ấp ủ, và các bạn đã có địa chỉ email thì tôi cũng sẽ có thể là tham gia chia sẻ với các bạn những cái ý tưởng, những cái kinh doanh từ về mặt thực tế đó, những cái định hướng giải pháp để cho các bạn có thể là có cái phần tương tác với các thầy nhiều hơn. Thế nào? Rồi trong cái viết bản tuyên bố nhiệm vụ, nó có thêm một cái nữa là cái triết lý kinh doanh của mình là cái gì. Thì trong cái phần triết lý này nè, là mình sẽ nêu cái gì, là mình sẽ nêu cái niềm tin căn bản của công ty nè, những cái giá trị nè, những cái ước muốn nè, và sự ưu tiên ở cái tầm triết lý của công ty. Triết lý, cái niềm tin căn bản của công ty nè, những cái giá trị nè, những cái ước muốn nè, và cái sự ưu tiên ở cái tầm triết lý của công ty. Tôi nêu lại chút xíu đây, các bạn có thể nghe chưa rõ. Ở cái phần triết lý này thì các bạn nêu là cái niềm tin căn bản của công ty này, cái giá trị này, cái ước muốn này, về cái sự ưu tiên ở cái tầm triết lý của công ty. Và cái phần số 7 á, là tự đánh giá. Tự đánh giá có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn tự đánh giá những cái điểm mạnh nè, những cái nguồn lực mang lại cái sự cạnh tranh cho cái công ty của mình. Công ty mà các bạn tự đặt tên nha. Có nghĩa là các bạn phải phân tích ra được những điểm mạnh chính. Ví dụ như tôi giả sử như một nhóm các bạn với nhau ngồi lại với nhau, có thể là do sinh viên các bạn cũng chưa có đi làm đi, thì ở đây các bạn xác định được rằng là các bạn là những người trẻ, năng động, có khát khao, và các bạn từ cái ý tưởng kinh doanh đó bạn muốn triển khai nó thành hiện thực. Nhưng mà bây giờ cái nguồn lực vật lực là chúng ta còn hạn chế, thì chúng ta định xác định là chúng ta thiếu cái gì và chúng ta có điểm mạnh là cái gì về nguồn lực này. Ví dụ vậy thì cái năng lực cốt lõi nào, cái điểm mạnh nào mà nó có thể đem lại cái sức mạnh cho cái công ty của mình. Rồi trong cái phần số 8 á, là nói về cái hình ảnh xã hội.
Hình ảnh xã hội là cái hình ảnh xã hội của cái công ty bạn là như thế nào? Hình ảnh xã hội của công ty bạn là như thế nào? Thì các bạn cũng nêu ra. Rồi cái phần cuối cùng trong cái viết bản tuyên bố nhiệm vụ của công ty mình là nói về nhân công, là cái thái độ của công ty đối với những người lao động như thế nào, như là lao động á, cái người lao động á, như là thái độ của công ty đối với cái người lao động mình như thế nào, thì mình cũng được nêu ra trong cái bản tuyên bố nhiệm vụ cho cái công ty của mình, được không ạ? Thì trong cái bản tuyên bố nhiệm vụ này này thì nó sẽ bao gồm tất cả chín cái điểm đó. Thì bây giờ cái bước 1 đi. Cái bây giờ cái bước 1 này á, thì bây giờ như thế này nè. Cái bước 1 thì tạm thời cái phần này á là tôi sẽ để cho các bạn nó có hai cái bài tập, là một cái bài tập cá nhân và một cái bài tập nhóm. Thì bài tập cá nhân á thì các bạn làm và các bạn chuyển cho tôi vào email, có thể là cho đến ngày chủ nhật tuần sau các bạn chuyển cho tôi cái bài tập cá nhân này nha. Các bạn ghi cái bài tập này nè. Các bạn giải thích làm thế nào bạn đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình. Các bạn giải thích làm thế nào các bạn đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình. Cái này là cá nhân nha, bài tập cá nhân. Giải thích làm thế nào bạn đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình. Cái thứ hai là cái gì khiến bạn tin rằng nó sẽ thành công. Cái điều gì làm cho bạn tin rằng là cái dự án này sẽ thành công. Cái thứ ba là cái liên hệ giữa cái sản phẩm dịch vụ của công của chưa công. Chưa cô ơi, em cô đọc lại phần 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 một phần hai rồi phần một nha, phần một nha. Thứ nhất là mình giải thích làm thế nào để mình đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình đó. Như là bạn Phú cũng có chia sẻ rồi đấy, bạn Phú nói rằng là trong quá trình em ngồi em chia sẻ em muốn cà phê với các bạn thì coi như là các bạn có nói về cái lĩnh vực kinh doanh, về cái hợp tác xã gì đó ví dụ vậy, hoặc là gì đó. Thì các bạn hãy giải thích là làm thế nào để mình đi đến cái ý tưởng và cái điều gì khiến bạn tin rằng là cái dự án này sẽ thành công. Cái ý thứ ba là khi mà các bạn liên hệ với cái giữa sản phẩm và dịch vụ của cái công ty đó với cái nhu cầu của khách hàng đó, đúng không ạ? Thì cái mục đích của cái ý tưởng đó là cái gì? Cái mục đích của cái ý tưởng đó là cái gì? Cái mục đích của cái ý tưởng đó là cái gì? Cô giáo nêu lại nha. Cái ý thứ ba là các bạn liên hệ giữa cái sản phẩm dịch vụ của công ty với cái nhu cầu của khách hàng đó ha, thì cái mục đích của cái ý tưởng mình là cái gì ha, các bạn nêu ra. Và sau đó là bạn viết cái tuyên bố nhiệm vụ. Là cái thứ tư là bạn viết viết cái tuyên bố nhiệm vụ, và cái tuyên bố nhiệm vụ này là các bạn viết là dưới 200 từ nha. Dưới 200 từ. Dưới 200 từ. Rồi, thì bây giờ như thế này nè. Bây giờ các bạn trong nhóm á, bây giờ bắt đầu là bài tập nhóm nè. Đây là bài tập nhóm. Thì các bạn bài tập nhóm thì chúng ta dựa vào cái bài tập cá nhân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là trong nhóm mình ngồi lại với nhau, đúng không? Và bây giờ làm thế nào để mình đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình, đúng không ạ? Làm thế nào để mình đi đến cái ý tưởng kinh doanh, là ví dụ ý tưởng kinh doanh của cả nhóm cơ. Cho nên cả nhóm, ví dụ nếu mà may mắn mà các bạn có được một cái nhóm như vậy là lý tưởng nè. Ví dụ như một cái nhóm mà các bạn có một bạn rất là chuyên sâu về nguồn nhân lực, rất là giỏi về nguồn nhân lực, một cái bạn chuyên sâu về marketing, về kinh doanh, một cái bạn chuyên sâu về tài chính, mà coi như là các bạn được làm ở những cái lĩnh vực khác nhau của các bộ phận thành viên, các bạn tập trung về một nhóm thì điều đó là rất là tuyệt vời. Cho nên các bạn có thể là từ cái ý tưởng kinh doanh của cái nhóm mình á, là các bạn đặt tên của công ty và điều gì khiến cho, có nghĩa là bạn tin rằng là cái nhóm của bạn sẽ kinh doanh thành công, cũng như rằng là cái mục đích của ý tưởng đó là gì, và sau đó các bạn viết cái bản tuyên bố nhiệm vụ nó gồm tới chín cái phần mà mình vừa nêu á. Trên thực tế mình nói chín phần thì kêu chín cái ý nhỏ mình vừa nêu đó. Dạ, Tà Vinh có cái ý kiến của cái câu số 1 là viết và tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu cho công ty mình, cô. Rồi, cô chào nhóm. Tụi em trước hết đó, là tụi em sẽ thành lập công ty cổ phần thủy sản Trà Vinh. Cái mục tiêu và cái nhiệm vụ của công ty đó là thâm nhập vào các thị trường mới là thị trường Trung Đông và gia tăng thị phần ở thị trường Mỹ và khối
Liên minh châu Âu EU. Thì Đúng rồi. cái mục tiêu của cái mục tiêu như vậy thì khách hàng của công ty sẽ là những khách hàng mới ở vùng Trung Đông, một vùng kinh tế mới và có những cái yêu cầu của tức là so với các cái yêu cầu về chất lượng thì của vùng Trung Đông thì nó sẽ không có khắt khe bằng của Mỹ và của EU. Sản phẩm chính của công ty tụi em ở đây là các nguồn thủy sản đông lạnh, cá ba sa và tôm. Thì tụi em cần tăng thêm khoảng tỷ đầu tư vào những cái dây chuyền mới như là dây chuyền công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng để đảm bảo các cái yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ và EU. Thì tụi em thông qua những cổ đông hiện hữu của công ty và muốn tăng thêm nguồn vốn từ thị trường chứng khoán thì công ty sẽ phát hành cổ phiếu ra thị trường chứng khoán. Thì nhờ đó thì công ty sẽ có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện những cái mục tiêu mới mà công ty sẽ đề ra và có khả năng để cạnh tranh với các đối thủ. Dạ, tôi em xin hết câu hỏi. Thế em có thể cho tôi biết là cái công ty cổ phần thủy sản Trà Vinh này nó đã có mặt ở trên thị trường chưa? Hay là các em Tức có là ý tưởng kinh doanh cái mặt ở hàng đây thủy là sản? tụi em cũng tức là công ty này đã có sẵn ở trên thị trường rồi, là tụi em muốn gia tăng thị phần ở hai cái thị trường khó tính truyền thống đó là Mỹ và EU và gia và mở rộng ra các thị trường mới như Trung Đông đó cô. Cô cảm ơn cái ý kiến của em và của nhóm. Nhưng mà cái mục tiêu của cái bài tập này này là ý rằng là một từ cái ý tưởng của mình cơ, có nghĩa rằng là các em mới viết cái bản tuyên bố nhiệm vụ cho cái công ty, là chẳng hạn như công ty ABC, em thành lập ra một cái công ty và em đặt tên cho nó, và em đặt tên cho nó và em sẽ xác định được rằng là cái khách hàng mục tiêu của mình là ai ha, và cũng như là cái năng lực cốt lõi của cái công ty của mình là cái gì, cái thế mạnh của công ty mình là cái gì, đúng không? Còn cái này là gần như là em dựa trên một cái công ty đã có sẵn, ví dụ như là cái công ty cổ phần thủy sản Trà Vinh đã có trên thị trường rồi và hiện tại nó đang yếu ở cái mặt nào, và em tìm cách để em đưa ra một số cái giải pháp để mà khắc phục những cái khó khăn, đúng không? Để em muốn rằng là trong tới là để mà có thể tăng được cái nguồn doanh thu cho công ty thì em muốn mở rộng những cái thị trường sang những cái thị trường khác, đúng không ạ? Dạ. Và có phải như thế mà em tên gì nhỉ? Dạ em tên Nguyễn Thanh Bằng quê. À, Bằng hả? Bằng à, rồi Bằng à, Dạ. thì em có thể cho cô giáo biết rằng là cái hình ảnh xã hội của cái công ty mình là như thế nào không? Cái gì cô Cái hỏi hình ảnh lại? xã hội á, cái hình ảnh xã hội của cái công ty mình là như thế nào không? Ví dụ cô, ví dụ như là rõ ràng là bây giờ mình muốn áp dụng, em muốn là coi như là mở rộng cái, có nghĩa là áp dụng cái công nghệ mới, thì cái công nghệ nó sẽ ảnh hưởng cái môi trường chẳng hạn, thì cái hình ảnh xã hội của cái công Thưa cô là cái ảnh hưởng tức là cái công nghệ mới nó sẽ không có gây tới ô nhiễm môi trường, đó là một cái yếu tố mà các công ty hiện nay đang gặp khó khăn. Cái yếu tố môi trường là một trong những cái mục tiêu tiến tới của cái những cái tiêu chuẩn mà mình đáp ứng cho Mỹ và cho EU cơ, tức là nó sản xuất nhưng mà phải không được gây ô nhiễm môi trường. Cô giáo hiểu rồi Và cái chị. thứ hai là giải quyết được cái vấn đề đầu ra cho tại địa phương cho những người nuôi trồng thủy sản để người ta yên tâm với cái nghề nuôi trồng. Rồi, bây giờ Đó là hai cái nền tảng xã hội mà công ty còn cần quan tâm đó cô. rồi
Thực ra là cô cũng chia sẻ rằng là đứng cái góc độ là ví dụ như sau này các em chọn đề tài rồi các em đưa ra định hướng giải pháp chiến lược hay là các em đưa ra hoàn thiện một số chiến lược về phân phối hay là phát triển marketing vân vân và vân vân thì các em có thể xây dựng những cái kế hoạch kinh doanh dựa trên cái nền tảng này. Nhưng mà ở đây cô muốn chia sẻ về cái bài tập này á thì cô muốn là các em giải thích là làm thế nào để mà các em đi đến một cái ý tưởng kinh doanh của mình. Ví dụ vậy, bây giờ có cái nhóm nào ở trà bên nhóm còn lại, các em có cái ý tưởng kinh doanh nào khác với bên chỗ nhóm bằng nữa, các em phát biểu cho cô nghe coi nè. Hay là một nhóm ở bên Ninh Hòa xem nào. Dạ thưa cô, tôi bây giờ bên nhóm 2 của tôi em sẽ có cái ý tưởng mới Rồi. cho cô, rồi cô lắng nghe cô. Dạ, nghe. Cảm ơn các em, rất cảm ơn các em. Cô xin mời nhóm 2 nè. Nhóm 2 của trà bên chúng ta nè. Cô giáo mời nhóm 2. Dạ em chào cô ạ. Chào em À, tên em gì đại vậy? diện em tên Tường Vi, em đại diện cho nhóm Trà Vinh 2. Trả lời cái bài tập hôm lúc nãy cô. Dạ, công ty của tụi em là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Sao Mai, sản phẩm là nước khoáng Sao Mai, thị trường là hiện tại là phục vụ cho vùng sâu vùng xa, công nghệ hiện đại, thực hiện cái công nghệ là sử dụng công nghệ hiện đại của Mỹ, đảm bảo độ tinh tinh khiết nhờ được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược RO và thanh trừng bằng ozone và tia cực tím. Công bố ở địa phương và các huyện lân cận trong tỉnh. Cam kết của tụi em là vì sức khỏe cộng đồng và phục vụ ân cần chu đáo đảm bảo chất lượng, triết lý là tinh khiết đến giọt cuối cùng ạ. Nền tảng xã hội là cung cấp sản phẩm nước sạch cho người tiêu dùng và không gây ô nhiễm môi trường. Điểm mạnh là có nguồn nhân lực tại chỗ, nguyên liệu cũng sử dụng là nguyên liệu địa phương, giá cả cạnh tranh là giá thấp, phù hợp với thu nhập của người dân. Và về cái thái độ thì về thái độ đối với người lao động thì công ty của tụi em có mua bảo hiểm cho người lao động, thu nhập ổn định, tạo cuộc sống ổn định cho nhân viên của công ty ạ. Dạ hết ạ. Cô giáo cảm ơn Tường Vi. Thấy bây giờ các bạn ở Trà Vinh này và các bạn ở Ninh Hòa có cái câu hỏi nào dành cho bạn Tường Vi không ạ? À? Nha, dành cho nhóm Tường Vi, nhóm 2, nhóm ở Trà Vinh nè. Rồi tất cả các bạn ở Ninh Hòa nè và các bạn còn lại ở bên Trà Vinh thì chúng ta có cái ý kiến gì hay là câu hỏi gì đặt ra cho nhóm của Tường Vi không ạ? À? À, bây giờ tôi muốn hỏi cô bạn ở chỗ Trà Vinh cái này nè. Cô nói là sản phẩm của cô là sản phẩm nước khoáng mà cô bán ở vùng sâu vùng xa, theo tôi nghĩ là cái thị trường đó bây giờ cái thước yếu chưa phải là nước khoáng đó cô ơi. Dạ, anh ơi, dạ thưa cô, cho tụi em điều chỉnh phải là nước tinh khiết mới đúng chứ không phải là nước khoáng ạ. Đấy, quan trọng nghe. Tinh khiết không? Cái thứ hai tôi muốn hỏi là bây giờ những vùng sâu vùng xa thì mức độ nhiễm môi trường ít hơn, thành ra những vùng đó người ta có thể sử dụng nguồn nước vừa tự có, người ta vẫn có thể đảm bảo cái tinh khiết được. Nói như vậy thì sản phẩm mình tiêu thụ như vùng đó có đều có mạnh được hay không ạ? À? Rồi nhóm thì nhóm ở Trà Vinh có điều chỉnh gì nữa không à? Bên 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 nhóm hai có ý kiến cái phần mà nước của Trà Vinh nói nước nước tinh khiết, bên bển nội nước mình làm sao mà phục vụ dân ở dưới vùng sâu vùng xa, tại cái vùng sâu vùng xa thường thường là cái nước là sử dụng nước ao hồ sông về nước giếng không hợp vệ sinh, mà trong cái chương trình mục tiêu quốc gia là của nước ta là coi như là trong năm 2010 không phải đưa cái nhà nước về nông thôn á sử dụng là khoảng 80% nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, thì trong khi đó mình lấy nước này dụ một phần là cung ứng cho những vùng nước có nhờ nhiễm mặn, mà trong khi tỉnh Trà Vinh cũng có một số bây giờ nhiễm mặn vàng. Rồi mình nghe bạn Xin bạn hết rồi. Tivi rồi bạn bạn Tình ơi, bạn Tình ở ở Ninh Hòa ơi, bây giờ bạn có ý kiến gì không?
Dạ, các bạn ở Trà Vinh, các em có ý kiến gì, nhóm Tường Vi có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ, cô ơi, cô có ý kiến thế này nè. Rồi. Là đối với một công ty mới thành lập thì tôi thấy là những cái sản phẩm phục vụ cho vùng sâu vùng xa thì theo tôi những cái thuộc về nhu yếu phẩm thì thường là nó mang lại hiệu quả hơn. Chứ còn những cái đó thì tôi nghĩ là có thể là người ta có thể là tự ta lo được. Còn những cái thật sự là nhu yếu phẩm con người mà những cái vùng nó không thể cung cấp cho người ta được thì lúc đó là mới cái sản phẩm của mình là cũng mới có tính thuyết phục và mới dễ tiêu thụ hơn. Thực ra là cái mình chia sẻ với cái nhóm của Tường Vi chút xíu, thì nhóm Tường Vi có nói rằng là tại vì ban đầu là nhóm Tường Vi nó là phục vụ cho những nơi vùng sâu vùng xa, cho nên nhóm Tường Vi có thể xem xét là cái phân khúc này dùm nha, coi như đánh giá lại cái thị trường tiềm năng cho cô giáo là tại sao là các em phải đưa ra những cái dẫn chứng thực sự có tính cách thuyết phục tại sao mình lại phân khúc đưa về vùng sâu vùng xa. Cái thứ hai là gì này, và cô cũng có nghe là nhóm nói rằng là cái sản phẩm này sẽ được phân phối tại địa phương, đúng không ạ? À? Địa phương và các tỉnh lân cận, có đúng vậy không ạ? À? Từ nhóm Tường Vi, cái phân khúc của các em là dạ, các em dạ đúng rồi cô đấy, cho nên dạ, thì cô giáo cũng muốn chia sẻ dạ, rằng là em nhóm mình cũng nên dạ, có một cái nãy câu trả thị lời. Trường của tụi em là đang ở thị xã và tụi em có dự định là phát triển xuống vùng sâu vùng xa. Rồi bây giờ cho cô giáo chia sẻ một chút xíu vậy nè. À, tại sao các em có thể giải thích làm như thế nào để các em đi đến cái ý tưởng kinh doanh của mình là nước khoáng không các em? Thế nghĩa là các em làm thế nào để các em đi đến một cái ý tưởng kinh doanh của mình là các em sẽ kinh doanh nước khoáng nè. À, nhóm Tường Vi chia sẻ với cô và các bạn ở Ninh Hòa xem sao. Với các bạn ở Trà Vinh nữa nè. Hello, Đà Vinh hỏi cô ơi. Đấy. Ý tưởng của Đà Vinh kinh doanh nước khoáng gì, hiện nay ở Trà Vinh có cái mỏ nước khoáng mà hiện nay là công ty đang khai thác với nước bên kia nước khoáng. À, nếu như vậy thì cái công ty thương mại và sản xuất nước khoáng Sao Mai là đã có trên thực tế hay là chưa có? Dạ, hiện nay ở Trà thì đang trong tương lai thì ý tưởng của tôi lớp em là hiện nay là ở Trà Vinh có cái mỏ nước khoáng rồi và đang khai thác sử dụng. Rồi, cô giáo chị hiểu được cái đó, nhưng mà cái công ty Sao Mai này nè, hiện tại ở Trà Vinh có cái công ty nào là công ty thương mại sản xuất nước khoáng Sao Mai không? Có không? Cô giáo muốn chia sẻ là vì sao các em đặt tên nó là Sao Mai mà hiện tại cái công ty này nó đã có chưa? Bởi vì cái nhóm thứ nhất là khi mà các em thành lập một cái công ty cổ phần thủy sản Trà Vinh đó, thì cô giáo nó nói rằng hiện tại cái công ty này nó đã có mặt trên thị trường rồi. Thì bây giờ cái ý tưởng kinh doanh của nhóm thứ hai là đặc biệt là cái đây là chúng ta đi từ cái ý tưởng kinh doanh của nhóm của mình và các em đặt tên cho cái công ty của mình, đúng không ạ? À? Theo như cô biết được, thực sự là theo những cái thông tin cô biết được thì đây là cái công ty thương mại và sản xuất nước khoáng Sao Mai là đã có mặt trên thị trường của Trà Vinh rồi, có đúng không các em? Em xác nhận giùm cô đi. Có không các em? Dạ, phải rồi cô. Đúng tại rồi. Cái công ty này thành lập ở tại thị xã Trà Vinh luôn cô. Chính xác, công tại vì sao các em biết không? Khiết, chứ đúng rồi. Nước khoáng. À, nước tinh khiết, rồi, như nước là tinh khiết xử lý chứ không phải tinh khiết, chứ không phải là nước khoáng. Rồi. Coi như mình đưa về địa phương, tại vì ở dưới vùng sâu vùng xa coi như là không có phương tiện. Rồi. Coi như là phương tiện, coi như là xử lý nước, cũng như nước phèn hoặc nước mặn. Nếu chính mà xác. Trong vùng sâu vùng xa, nếu mà dân đi xa muốn nước uống á, thì rồi. Phải đi cả mấy cây chục cây số lắm. Rồi. Rồi. Đó, mà trong khi đó mình dần chuyển cũng như là mình làm một cái đại lý hoặc một cái dây một số cửa hàng liên kết với nhau á, mình sẽ phân phối có nước mà để dân để dùng để uống. Rồi. Còn cái phần mà nước phần sử dụng sinh hoạt thì mà nước bây giờ nước khi nó bị qua chưa qua xử lý á thì rồi. Nó cũng có ảnh hưởng tới một số. Thì cô giáo cũng muốn chia sẻ với cái nhóm Tường Vi như thế này này, là trên thực tế là bởi vì ở đây nó đã có một cái công ty là thương mại sản xuất nước tinh khiết Sao Mai rồi, và thậm chí như theo như cô biết yeah. được là trước đây ở Trà Vinh của chúng ta là có công ty cổ phần nước khoáng Samvi, nó nằm ở thị trấn Duyên Hải đó. Thì sau này cái công ty cổ phần nước khoáng Samvi này là coi như là làm ăn không có được, có nghĩa là làm ăn không có được hiệu quả đó, thì về sau này là coi như mới bán lại cho một cái công ty bây giờ là công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh nè. Thì thực ra trước đây thì cô có tư vấn cho một hàng loạt cái công ty mà thực là chủ yếu là cái công ty liên quan đến nước nước khoáng, nước tinh khiết
ở thị xã Trà Vinh mình đó. Thì cho nên ý cô giáo muốn chia sẻ rằng thí dụ như giả sử như các em muốn coi như là thành lập ra một cái công ty thương mại sản xuất nước tinh khiết, có thể là các em đặt một cái tên ABC nào đó. Và công ty Sao Mai nè, công ty thực phẩm biển xanh này là những cái đối thủ cạnh tranh của các em. Các em có hiểu ý cô giáo không ạ? Cho nên ví dụ như từ cái ý tưởng là rõ ràng là ở Trà Vinh chúng ta nó có được một cái mỏ để chúng ta có thể khai thác nước, để chúng ta phục vụ cho các dân địa phương, kể cả dân vùng sâu vùng xa vân vân, và cũng như các tỉnh lân cận, là trước mắt là các em phục vụ cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, và sau đó các em thậm chí nếu mà công ty phát triển về mặt lâu dài, chúng ta có thể định hướng xuất khẩu nữa cơ, chúng ta đóng chai rồi chúng ta xuất khẩu nữa cơ, đúng không ạ? Thì bây giờ cái công ty mà thương mại sản xuất nước tinh khiết Sao Mai đó, thì cô giáo nghĩ rằng là các em nên phát triển cái ý tưởng kinh doanh của mình, chứ chúng ta không lấy một cái công ty là Sao Mai hay là chúng ta lấy công ty thực phẩm biển xanh nữa, đúng không ạ? Các em nghe mình nói không ạ? Và các em định ra rất rõ là đây là cái công ty thành lập, do các em thành lập, các em đặt tên, và những cái đối thủ cạnh tranh của các em, mà các em có coi rằng là cái công ty Sao Mai nè, cái công ty biển xanh đó là cái đối thủ cạnh tranh của các em hay không? Bây giờ các em có một cái ý kiến gì các em chia sẻ thêm với cô cái này nè. Minh Hòa có ý kiến nhận xét về cái ý tưởng của công ty Sao Mai. Dạ. Yeah. Nhóm đó là chưa có khái niệm đúng về khoáng và nước tinh khiết. Yeah. Cho nên khi mà nói đến cái thị trường á thì bị lúng túng. Dạ. Yeah. Lúc thì nói ở vùng sâu vùng xa, đúng không? Sâu vùng xa, lúc thì nói ở thị xã. Dạ. Cho nên thì thấy là cái đó là cái thiếu sót. Nhóm Ninh Hòa nhóm rất là cảm ơn cái ý kiến của bạn, rất là xác đáng. Cô giáo nghĩ rằng là cái nhóm ở Trà Vinh chúng ta đó, chúng ta nên hoàn thiện hơn, có nghĩa là khi mình lắng nghe được ý kiến đóng góp của các bạn nè, của cô rồi chúng ta ghi nhận lại và để chúng ta có cái hoàn thiện của mình trong cái bài làm của mình đó mà, về cái tuyên bố nhiệm vụ của công ty mình đó các em hả, để trên cơ sở đó các em những cái góp ý của cô này, những góp ý của các bạn nè, thì các em mới về các em hoàn thiện lại cái bài của mình, sau đó các em nộp lại cho cô qua email nhé, được không ạ? Từng Vi ơi, cô hỏi Từng Vi một câu nữa nhé. Thế Từng Vi với các bạn trong nhóm cho cô giáo biết gì nè, cái điều gì mà em tin rằng cái dự án của em sẽ thành công nè, Từng Vi cho cô giáo biết xem nè. Ví dụ như bây giờ nguyên nhóm các em á, coi như là công ty cổ phần thực phẩm biển xanh là công ty Sao Mai là những đối thủ cạnh tranh của ta đó, bây giờ sắp tới ta thành lập một cái công ty, có thể là công ty cổ phần thực phẩm ABC gì đó, thế nào? Thì bây giờ cái điều gì giúp cho các em tin rằng là cái dự án của các em sẽ thành công? Thưa cô, tôi em tin rằng cái sản phẩm này sẽ thành công là do trên các yếu tố sau cô. Thứ nhất là bây giờ là các sản phẩm mà được tung ra thị trường thì nó đang bùng nổ cái thông tin là gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người, và thứ hai là cái môi trường với sự phát triển kinh tế như hiện nay thì cái môi trường á, sống và môi trường đã bị ô nhiễm rất là nặng nề, cho nên là cái sản phẩm mà tôi em tung ra là cái nước tinh khiết thì nó sẽ giải quyết được hai cái vấn đề mấu chốt, là bởi vì là mục tiêu có cái phương châm của công ty đó là vì sức khỏe của cộng đồng, cho nên là cái sản phẩm của tụi em là nó gồm thực tế mà nó lại đem lại lợi ích rất là cao trong cuộc sống hiện nay. Rồi cô có một cái câu hỏi này nè, là chia sẻ như thế này nè, các em có biết cái công ty cổ phần thực phẩm biển xanh không ạ? Các em có bao giờ dùng cái sản phẩm của cái công ty thực phẩm biển xanh chưa? Dạ, có. Có không các em? Có không? Trong lớp của chúng ta có biết về cái công ty? Dạ, có cô ơi. Thế bây giờ cô có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ này, thì trong lớp của chúng ta, các em nào mà coi như là am hiểu về cái thị trường tại địa bàn Trà Vinh có thể chia sẻ cái câu trả lời cho cô. Cô tự hỏi là tại sao cô đi các cái công ty, cũng như là cô đi đến một số cái nơi địa bàn chẳng hạn như là cái ao vuông nè của Trà Vinh của chúng ta,
Nhưng mà cô lại không có thấy là cái sản phẩm của nước nước khoáng biển xanh của chúng ta xuất hiện ở tại các cái công ty, chẳng hạn như ở Trà Vinh của chúng ta đấy, chẳng hạn như cô đến Bưu Điện, là cô đến một số nơi, thì các em có biết lý do vì sao mà tại sao cái sản phẩm nó lại chưa được phân phối một cách rộng rãi ở các địa bàn, các cơ quan công sở của ở Trà Vinh của chúng ta không? Tại sao vậy? Các em có để ý thấy không? Mà cô lại thấy Dạ, rằng thưa là cô thì Aquafina em do nói. tỉnh Trà Vinh còn là một cái tỉnh nghèo cho nên thu nhập bình quân đầu người là vẫn vẫn ở vẫn dạng là còn thấp, cho nên Rồi. cái sản phẩm mà nước Mỹ Xanh nhá cô, thì Ừ. nước khoáng Mỹ Xanh nhá, so với thu nhập bình quân thì nếu một người dân chi trả cho cái sản phẩm này thì nó rất là cao, Là thì biển cho xanh em, nên vì cái cơ biển sở đó xanh. là chỉ làm tung sản phẩm nước tinh khiết thì nó vừa đảm bảo sức khỏe mà nó vừa hợp với cái tiền của người dân hơn. Ừ. Nhưng mà theo em á, theo em tại sao lại coi như là ngay cả ở ở cái thực phẩm biển xanh, công ty cổ phần thực phẩm biển xanh cũng có nước tinh khiết đó, nhưng mà tại sao lại không phân phối được cho các cái cơ quan ban ngành, mà có nghĩa là ngay cái địa bàn, ngay cái địa điểm du lịch của cái Trà Vinh của chúng ta? Các em có bao giờ tự hỏi là vì sao, như là tại vì mình thường là mình là dân kinh doanh mà, mình đi đâu cái mình cũng hay tự hào là ở Trà Vinh của chúng ta có cái mỏ nước khoáng, mỏ nước đó nè, thì coi như là chúng ta có thể khai thác từ cái mỏ em này. Rồi các em trả em lời. tôi xin trả lời em ơi, thì đầu tiên cái công ty cổ phần nước khoáng Sa Huy á được thành lập trên vốn của cái thằng Sacom ở thành phố kết Rồi. hợp với chính là ủy ban tỉnh Rồi. Bưu điện xuất nhập khẩu Tôi giáo nước khoáng nghe. nước. Sau khi một thời gian hoạt động thì cái hiệu quả kinh doanh không cao mới chuyển qua công ty cổ phần Thực phẩm. Sao biển xong rồi bây giờ mới chuyển qua của công ty cổ phần là của biển xanh của họ của hiệp hội lương thực tổng công ty lương thực miền Nam á con, Đúng rồi, cô giáo hiểu cho nên rồi. hiện nay trong cái thời gian nó đang hoàn chỉnh cái thương hiệu và xây dựng cái mở rộng thị trường, cho nên cái sản phẩm nó chưa có mặt trên các thị trường. Xin lỗi em tên gì nhỉ? Dạ em tên Hùng. Chào Hùng. Thế Hùng đang công tác ở đâu vậy Hùng? Em Dạ đang em bán ở công ty cấp thoát nước là Vinh rồi. công ty cấp thoát nước Trà Vinh hả? Rồi, chào Hùng, cấp thoát nước Trà Vinh. Nếu như vậy là coi như theo những cái thông tin mà Hùng vừa chia sẻ thì cô thấy là nó là một trong những nguyên nhân thôi Hùng à. Thật ra một trong những nguyên nhân thôi. Thực ra theo như cô biết được là cái công ty cổ phần nước khoáng Samvi á chuyển sang bên cái chỗ cái tổng công ty lương thực miền Nam mình á, mà trong đó nó thành lập một cái công ty thực phẩm biển xanh của mình á, thì trước đây mình cũng có cái cổ phần sao biển vô, thì coi như rằng là cho đến bây giờ là thời điểm cũng gần cả, nếu không muốn nói là tính ra là gần cả 9 tháng đến 1 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có cái hiện diện của cái thực phẩm biển xanh này ở các, tại vì thực ra mình cũng mới đi Trà Vinh, cũng chia sẻ với các em là mình cũng mới đi Trà Vinh cách đây 1 tuần thôi, thì mình có quan sát là mình, tại vì mình tự hào về cái nước khoáng của Trà Vinh ghê lắm, nước tinh, kể cả nước tinh khiết, thế nghĩa là mình tự hào về cái ở Trà Vinh mình, nếu mà mình không được sinh ra lớn lên đó, nhưng mà mình thấy ở địa phương của mình mà có được phát triển được cái mặt hàng chủ lực, mà khai thác được cái tiềm năng của tỉnh đó, thì quả là quá tuyệt vời. Và làm thế nào để mà đưa được cái sản phẩm mình đưa về được tới các, có nghĩa là cái người dân của mình đó, là coi như nhìn vô là đã thấy được cái sản phẩm của mình rồi, cái đó là cái trường hợp. Cho nên ví dụ như các em có thể là thông qua cái nhóm của Tường Vi hoặc là cái nhóm trong lớp, các em hãy thử làm từ cái ý tưởng kinh doanh đó, các em xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh để các em có thể phát triển được cái sản phẩm này ở tại cái, nghĩa là cái địa bàn của tỉnh, mà trước nhất là địa bàn tỉnh, mà sau đó chúng ta phát triển sang các có nghĩa là chúng ta tập trung vào cái thị trường các đồng bằng sông Cửu Long, và cũng như rằng là nếu mà các em về mặt lâu dài các em có định hướng xuất khẩu cái này, chúng ta đóng chai xuất khẩu thì các em suy nghĩ hướng này chúng ta sẽ ra được mà, cái nhóm ở Trà Vinh mà. Rồi các em có nghe cô giáo chia sẻ mà. Dạ nghe cô ơi. Rồi tôi cảm ơn em. Các em có ý kiến gì thêm không? Các em, nhớ mà Trà Vinh của chúng ta nè, các em có ý kiến gì thêm không?
Dạ thưa cô, cái sản phẩm của cái công ty của mình Samvi á, thưa cô là biển xanh á cô, tiền thân cũ là Samvi á cô. Thứ nhất là nói chung là yếu tố do cái chính sách điều hành phân phối, thứ nhất là em thấy là còn chưa có rộng rãi. Thứ hai là cái chiến lược marketing á còn quá yếu kém. Thứ ba là cái mà người ta nhận thức rõ ràng nhất là cái vấn đề giá cả. Một bình nước của nó có thể là tới giá trên 15.000, thì so với các đối thủ khác là chỉ có 10.000, 11.000. Tức là nhìn trước mắt là các người tiêu dùng người ta đã thấy lợi ích về kinh tế rất là cao. Đúng trong rồi. Khi đó chiến lược marketing là mình cho cái sản phẩm này đó là công dụng như thế nào thì thực tế là cái người tiêu dùng người ta chưa có biết nhiều. Cho nên là cái đó là một trong những yếu tố mà dẫn đến sự thất bại của cái sản phẩm vừa rồi cô. Dạ, cô rất là cảm ơn em đã đưa ra một số cái nhân tố nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận cũng như là cái hình ảnh của cái nước khoáng của cái hình ảnh của công ty đối với lại cái dân địa phương. Thì như thế này, với cái khách hàng của mình thì trên dựa trên cơ sở này mà sau này các em phân tích cái đối thủ cạnh tranh đó, rồi các em sẽ khắc phục những cái điểm yếu này và các em định vị cái công ty của mình, cái sản phẩm của mình trên cái thị trường như thế nào, và sẽ có một cái tức nghĩa là một cái kế hoạch chiến lược phát triển cái tức là xây dựng và phát triển cái sản phẩm của mình ra sao. Thì cô hy vọng là cái nhóm của chúng ta sẽ có được một cái kế hoạch kinh doanh năng động ha, để mà có thể thực sự là thuyết phục được các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào cái kế hoạch của các em, đúng không ạ? Các em ở Trà Vinh rồi, bây giờ cô mời một nhóm ở một nhóm ở Ninh Hòa xem nào các em. Ở Ninh Hòa của chúng ta có Ninh Hòa nước nói khoáng đây. Rất ngon hả? Ninh Hòa đây. Rồi cô chào Ninh Hòa. Về cái nhu cầu mà hiện nay về muối iốt đó là rất cần trong cuộc sống, và Ninh Hòa là có cái đồng muối Hòn Khót, một cái đồng muối mà sản xuất ra muối ăn tốt nhất gần như cả nước. Cho nên vấn đề sản xuất muối iốt hiện nay á, thì về phía mặt nhà nước á, doanh nghiệp nhà nước thì đã có một cái nhà máy sản xuất muối iốt, nhưng mà vẫn không đủ cung cấp. Chỉ mới trong cái hệ thống mà thương mại quốc doanh thôi, chứ còn bên ngoài thì vẫn còn thị trường còn trống. Cho nên mới có ý tưởng là thành lập cái công ty sản xuất muối iốt tên là công ty muối iốt Diên Hòa. Diên Hòa. Diên tức là muối và Hòa tức là Ninh Hòa. Thì thị trường thì ngoài thị trường tại địa phương của tỉnh Khánh Hòa ra còn có cái thị trường của các tỉnh Tây Nguyên, cho nên đây là một cái thị trường tiềm năng rất lớn. Anh tiếp tục với mình đang nghe. Cam kết của công ty á là đem lại cái thực phẩm, một cái thực phẩm cần thiết cho cuộc sống của mọi người. Đó, đảm bảo iốt và tránh cái sự bị bệnh thiếu bướu cổ, thiếu iốt. Thì đánh giá và điểm mạnh thì tất nhiên là cái thứ nhất là cái nguồn muối. Nguồn muối ăn là một cái của đồng muối Hòn Khói Ninh Hòa, là một cái đồng, một cái loại muối mà phải nói được đánh giá là rất tốt để dùng làm thực phẩm, làm gia vị trong thực phẩm. Cho nên có thể nói là cái điểm mạnh của muối muối này, cái chất lượng muối. Và thứ hai là về cái thị trường. Thị trường không chỉ ở tại địa phương mà có thể ở vùng Tây Nguyên, nơi mà hạt muối rất quý.
Đó là tóm tắt mấy cái điểm chính của cái ý tưởng kinh doanh xin hết. Rồi, rất là cảm ơn nhóm trình bày của Nang đã nêu bật lên được những cái năng lực cốt lõi của cái kế hoạch của cái kế hoạch công ty Duy Hòa của mình đó mà liên quan đến cái sản phẩm là muối iốt. Thì nhóm Trà Vinh Hòa, như các bạn ở nhóm Vinh Hòa chúng ta có ý kiến gì không ạ? Chúng ta có ý kiến gì không ạ? Dạ, Trà Vinh có ý kiến thôi. Rồi, chào các bạn, Trà Vinh, các bạn có gì chia sẻ với các bạn nè. Tôi coi như bên bên công ty của bạn á, thì nêu một cái nổi bật, tức là đây là một trong những vùng muối nổi tiếng của cả nước. Thì tức là cái vùng muối này đã là sản phẩm nổi tiếng, thì bạn đã có, tức là ở đây bạn đã có lợi thế cạnh tranh rồi so với tất cả các vùng khác rồi. Mà theo tôi biết đó, sản phẩm muối thì nếu như mà bạn phân phối xa quá thì đem lại lợi rất là ít, mà nếu tại sao mà bạn lại đi phân phối giữa cái có mỗi vùng đó và Tây Nguyên, trong khi sản phẩm của bạn là sản phẩm ưu thế, tại sao bạn không phân phối vào các thành thị và các nước láng giềng hay là một cái vùng nào đó cụ thể mà có tiềm năng hơn, mà trong khi bạn vận chuyển từ cái vùng này lên Tây Nguyên rất là khó khăn, thì nó sẽ đẩy cái giá thành của cái sản phẩm của bạn lên. Vậy thì cái này có liệu có đem lại cái lợi nhuận như bạn mong muốn này không? Đó là cái ý kiến của tụi em. Để em xin được hỏi cái ý kiến này để cho bạn trả lời. Tụi em tiếp tục có ý thảo luận, có ý kiến tiếp. Rồi, rất là cảm ơn ý kiến của bạn. Là ý là bạn cho rằng là nếu mà chúng ta, có nghĩa là cái chi phí vận chuyển nó sẽ chiếm cái tỷ trọng cũng khá lớn, để nó ảnh hưởng, nó làm ảnh hưởng đến cái giá thành của sản phẩm. Thì các bạn của nhóm Ninh Hòa của ta nè, ta có ý kiến gì chia sẻ thêm không ạ? Thì cái này á, là do bạn ấy là không hiểu rõ về địa lý. Ninh Hòa tức là nó nằm vùng ven biển của Khánh Hòa, là nằm giáp với Tây Nguyên. Thì cái việc vận chuyển đó là cái lợi thế mà kinh tế là vận chuyển rất thấp. Nó chỉ cách xe có 100 cây số cho tới 200 cây thôi, chứ không phải là xe. Đó. Cho nên vấn đề ở đây á, là chỉ mới nghĩ tới là thị trường Tây Nguyên mà chưa nghĩ tới những thị trường khác. Ví dụ như đi vào thành phố thì nó tới 400 cây lận, 400 cây số lận. Cho nên cái vận chuyển nó sẽ cao hơn. Cho nên chưa dám là có một cái ý tưởng đó. Nhưng mà tất nhiên là về vấn đề phát triển á, là phải có thêm những cái bột canh có muối iốt, hoặc là mình cung cấp muối iốt cho các cái nhà máy sản xuất gia vị. Đó là những cái phát triển sau này. Cảm ơn bên Trà Vinh. Rồi, cũng chia sẻ với các bạn đó là lý do vì sao mà khi mà từ cái ý tưởng của chúng ta đó, thì thực sự là khi mà chúng ta có được những cái ý tưởng tốt, chúng ta phát hiện, chúng ta có được những cái cơ hội kinh doanh tốt, thì chúng ta sẽ xác định được cái nhu cầu của thị trường. Chúng ta phải có một cái phần khảo sát thị trường, đánh giá thị trường, để từ đó chúng ta xây dựng cái kế hoạch marketing. Kế hoạch nghĩa là chúng ta xây dựng kế hoạch về con nhân sự cũng như là kế hoạch về tài chính, để mà chúng ta đảm bảo thực thi cái kế hoạch của chúng ta đưa ra. Rất là chia sẻ cái ý kiến đóng góp của Trà Vinh cũng như là của Ninh Hòa. Bây giờ nhóm Trà Vinh chúng ta có ý kiến gì mà? Dạ thưa cô, em muốn hỏi các bạn ở bên Hòa trước. Tức là các bạn nói là vận chuyển lên trên các vùng Tây Nguyên là có 100 km, trong khi vận chuyển ra các tỉnh khác á, thì tới mấy trăm km. Vậy bạn có hiểu như thế nào mà về vận chuyển lại tại sao mà Việt Nam đã xây dựng nhiều cảng không? Vận chuyển đường biển bao giờ cũng rất là rẻ hơn thôi, với chi phí của vận chuyển bằng các đường bộ. Mà đồng núi thì các bạn đương nhiên lúc nào cũng phải gần cửa biển rồi, làm sao mà ở trên núi được. Rồi thứ hai, cảm ơn, các bạn vận chuyển, cảm ơn câu hỏi phối của các bạn biết. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Là chúng tôi hiểu là tất nhiên vận chuyển đường biển là nó sẽ giảm chi phí hơn. Nhưng mà tất nhiên
không chỉ ở vấn đề vận chuyển mà vấn đề quản lý, vấn đề chi phí và vấn đề tiếp thị, về con người. Nếu như ở nơi xa là chúng tôi phải có những người phải đi di chuyển xa hơn, không phải chỉ là đi đường biển không, mà còn rồi, những gì khác. Nếu ba anh nói vậy thì tôi có thêm cái ý kiến này nè. Tức là khi ba anh nói là quản lý phải không? Thì quản lý thì ba anh nghĩ rằng ba anh trên vùng Tây Nguyên đó thưa ít người, thì ban thử nghĩ xem chi phí quản lý đó so với các nơi trung tâm nó đông người thì chi phí bên nào cao hơn? Đúng là như vậy, nhưng mà tất nhiên chúng ta là giờ muốn không cũng là đi từ gần đến xa. Cái địa lý Ninh Hòa, tức là nó thuộc tỉnh Khánh Hòa, là nó giáp với vùng Tây Nguyên. Còn nếu như đi vào mình thành phố thì tất nhiên nó phải qua mình chấp thành cái đề tài. Cảm ơn cái đề tài của ba. Thì qua cuộc trao đổi này thì mình rút ra được nhiều kinh nghiệm. Mình trao đổi là chủ yếu là nâng cao cái sự nhận biết về cái hiểu được cái ý nghĩa của đối phương, ý nghĩa của đối phương thôi. Mình không có ý gì hết đó. Rồi, rất là cảm ơn ý kiến của anh An và ý kiến của ý kiến của anh Hùng, đúng không ạ? Thấy không ạ? Thì bây giờ như thế này nè, thực ra là cũng chia sẻ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn ngủi như thế mà các nhóm đã có một cái sự thảo luận tập trung vào các cái câu hỏi, cũng như để mà từ cái ý tưởng kinh doanh của mình, để rồi cái nhân tố nào nó quyết định cái sự thành công của dự án của mình, cũng như là cái năng lực cốt lõi, cái điểm khác biệt của cái sản phẩm mình đối với cái sản phẩm khác, cũng như cái khách hàng mục tiêu, và để mình có thể đưa ra được một cái bản tuyên bố nhiệm vụ của cái công ty của mình. Thì mình cho rằng là tất cả những cái ý kiến đóng góp của bạn để đáng để cho chúng ta hoàn thiện lại cái bản tuyên bố nhiệm vụ của mình, đúng không ạ? Cho nên bây giờ trở lại cái vấn đề mà chia sẻ nãy ý kiến của nhóm Trà Vinh và ý kiến của nhóm Ninh Hòa mình á, thì rõ ràng là gì nè, trong cái thời gian ngắn cho nên nhiều lúc để có thể đưa ra được những cái con số xác thực cũng như rằng là thực sự thuyết phục á, thì rõ ràng chúng ta phải có cái nghiên cứu thị trường. Là bởi vì chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu thị trường, chúng ta phải thu thập những cái thông tin liên quan đến cái muối iốt nè, chúng ta liên tập trung những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm nước khoáng nè, để trên cơ sở đó, ví dụ như làm thế nào để chúng ta đưa được cái giá thành đó. Bây giờ ví dụ như giá của cái biển xanh thì thực sự là vẫn còn cao, cho nên bây giờ cái thu nhập mặt bằng chung đó, ở các công ty thì rõ ràng là bây giờ vẫn còn, cho nên bây giờ làm sao để mình có thể mình khẳng định được bây giờ cái việc định vị được cái sản phẩm của mình ở tại, có nghĩa là so với cái đối thủ cạnh tranh, thì mình phải có cái nghiên cứu cũng như mình thu thập thông tin, trên cơ sở đó mình phân tích thông tin và mình đưa ra, có nghĩa là mình đưa ra cái thứ nhất là cái quy mô của thị trường của mình là như thế nào, và mình phân khúc thị trường cũng như là những cái xu hướng tăng trưởng thị trường như thế nào, và cái thị trường mục tiêu các bạn tập trung là cái thị trường, ví dụ như Trà Vinh tôi tập trung thứ nhất tôi sẽ đánh thật mạnh tại cái thị trường địa phương, hay là chúng ta tập trung về Vĩnh Long, nghĩa là Vĩnh Long chúng ta chúng là gần như là Vĩnh Long, Cần Thơ, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, để chúng ta phát triển được. Đầu tiên chúng ta, để vì nếu mà chúng ta di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì rõ ràng là chúng ta phải tính đến cái chi phí vận chuyển nữa, hay là chúng ta có một cái kho nó sẽ nằm tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để trên cơ sở đó 3 năm nữa mình sẽ tập trung để mình phát triển tất cả những, hay là những cái công ty lương thực này tập trung ở tại thành phố Hồ Chí Minh và những cái mối quan hệ liên kết gắn bó giữa các công ty thành viên nữa, để chúng ta có thể đưa được cái sản phẩm nó về tới cái khách hàng mục tiêu của mình. Tương tự muối iốt cũng vậy, thì các bạn sẽ coi như là phân tích cái thị trường cũng như cái môi trường vĩ mô, môi trường kinh tế, môi trường luật pháp, tự nhiên xã hội, để mà chúng ta có thể là phân tích thị trường, phân tích về mặt khách hàng cũng như là đối thủ cạnh tranh, để chúng ta đưa ra được một cái kế hoạch. Khi mà nói về thị trường á, thì các bạn phân tích cái SWOT. SWOT là một cái công cụ phân tích các yếu tố nội tại và ngoại cảnh dẫn đến cái hướng kinh doanh. Có nghĩa là các bạn phân tích cái môi trường nội bộ của công ty để chúng ta đưa ra được những cái điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh là strength, điểm yếu là weaknesses, cái cơ hội là opportunities, và cái
cái nguy cơ là cái red viết tắt của những cái từ tiếng Anh đó các bạn. Các bạn phân tích những cái môi trường vĩ mô để tìm ra những cái cơ hội cũng như những cái nguy cơ, thế nào những cái nguy cơ đối với cái công ty của mình. Đấy, ví dụ như là các bạn vừa mới đề cập đó, là nếu mà các bạn kinh doanh New York là các bạn phân tích một trong những điểm yếu là bây giờ nếu mà mình cái hệ thống vận chuyển nè, mình đến những cái khách hàng mục tiêu thì liệu cái chi phí vận chuyển nó như thế nào, thì mình phải đánh giá, có cái phần đánh giá. Thế nào? Cũng như là so với cái đối thủ cạnh tranh á, là nước khoáng là so với là biển xanh, so với sao biển, so với những cái đối thủ cạnh tranh khác ở trên địa bàn, thì chúng ta phải định vị được cái thương hiệu sắp tới khi mà chúng ta ra đó, thì nó sẽ định vị cái sản phẩm chúng ta nó nằm ở cái vị trí nào. Thế nào? Đấy, điểm mạnh á là các yếu tố nội tại đem lại cho cái lợi thế cạnh tranh. Điểm mạnh á, là từ nguồn lực của công ty nè, vốn thiết bị nè, con người vân vân, thì mình cũng đã nêu lên sang vào sáng nay ha. Cũng như là cái phân tích SWOT là cái cơ hội thị trường cũng như cái nguy cơ của thị trường ha. Và đánh giá từ SWOT á là lúc đó thì các bạn coi như là lúc đó thì các bạn xem thử là cái công ty mình có phải là cái công ty đang ở vị trí cạnh tranh toàn diện hay không, để chúng ta định vị được cái sản phẩm của mình. Thì cái phần mà về mặt lý thuyết á, thì tôi sẽ gửi cho các bạn những cái slide này liên quan đến khách hàng á, thì như thế này nè. Thì cái khách hàng đó các bạn định vị là khách hàng ở những nơi vùng sâu vùng xa, các bạn là ai, họ ở đâu, tại sao họ lại mua và sử dụng cái sản phẩm của mình, và khi nào họ mua, trong trường hợp nào họ mua, và cái mối quan tâm của họ là cái gì. Để khi mà các bạn hiểu được cái quan tâm của khách hàng đối với cái giá cả, đối với cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình, thì họ mới bỏ đồng tiền ra họ mua. Thì tại sao, lý do vì sao, thì các bạn phải đánh giá được, phải có một cái sự khảo sát thị trường, hiểu được tâm lý hành vi khách hàng, cũng như cái đối thủ cạnh tranh của mình, thì từ đó mình mới có thể là mình có một cái kế hoạch ha, kế hoạch kinh doanh năng động, để mình có thể thực thi được những cái mục tiêu mà mình đã đưa ra ngay từ đầu. Thế nào? Cũng như là đối thủ cạnh tranh, thì khi mà đối thủ cạnh tranh thì mình phải nêu lên được họ mạnh cái gì, họ yếu cái gì. Giống như là bạn ở Trà Vinh chúng ta vừa nêu là cái sản phẩm về nước khoáng của mình, nước tinh khiết của mình, thì thực sự là cái đối thủ cạnh tranh của mình là chiến lược marketing, chưa có chiến lược marketing, chiến lược về giá gần như là giá cao. Cho nên bây giờ cái phân khúc thị trường cần phải xem lại. Thì chính vì lý do đó, khi các bạn phân tích được cái đối thủ cạnh tranh, họ mạnh ở điểm nào, họ yếu ở điểm nào, và cái tổ chức nào không phải là đối thủ của mình, không phải là đối thủ mà họ có thể là coi như là đối tác với mình, vân vân, thì mình phải định vị được cái sản phẩm thế nào, coi như là cái sản phẩm mình có điểm gì khác biệt so với những cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh mà nó không có được cái sự khác biệt đó. Và chính cái sự khác biệt đó sẽ tạo ra cho các bạn một cái sản phẩm và dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh, thì mình có thể có nghĩa là đứng vững ở cái thị trường. Thế nào? Chẳng hạn như chất lượng nè, khi có nghĩa là sản phẩm chất lượng tương đối và giá có thể chấp nhận được, ví dụ như thế, thì do các bạn định vị ngay từ đầu, để trên cơ sở đó mình có được một cái kế hoạch ha, tương đối. Thì như thế này, thì sáng nay á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn là mình nói về cái nội dung là thứ nhất là các bạn phải nắm được cái ý tưởng kinh doanh, một cái như thế nào là một cái kế hoạch kinh doanh, và các thành phần trong một cái kế hoạch kinh doanh, cũng như là cấu trúc của một cái kế hoạch kinh doanh như thế nào, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể phát triển từ một cái ý tưởng để chúng ta đưa ra kế hoạch để chúng ta thực hiện lý tưởng. Thế nào? Thì một cái ý tưởng kinh doanh tốt là như thế nào, và cũng như những cái thành tố nào nó tạo ra được một cái ý tưởng kinh doanh, và chúng ta chuyển làm thế nào để chúng ta có nghĩa là chúng ta có thể là từ cái ý tưởng đó để chúng ta có một kế hoạch để chúng ta triển khai thành hiện thực. Thì cái nội dung của buổi sáng hôm nay là như vậy. Thì như thế này nè, với lại buổi sáng hôm nay chúng ta đã tập trung để chúng ta có thể hiểu được, viết một cái bản tuyên bố nhiệm vụ cho công ty, là gồm những cái phần nào việc thì các bạn nắm. Thì tóm lại như thế này, cái bài tập cá nhân mà tôi đã nêu đó, thông qua các thảo luận các bạn đã nắm được cái cách viết rồi đó, các bạn đã nắm được cách viết rồi đó. Thì các bạn viết và cái bài tập cá nhân đó, thì đến ngày thứ
Tại vì khi mà các bạn viết từng phần một vậy, khi mà các bạn ráp lại á, thì thành một cái kế hoạch kinh doanh, là gần như đó là cái tiểu luận cuối khóa của mình, đúng không ạ? Cho nên chúng ta trong quá trình chúng ta học, chia sẻ, thảo luận và email. Cô giải thích cho mấy câu mà trong cái đối thủ cạnh tranh, những tổ chức không phải là đối thủ. Em muốn hiểu rõ câu này cô. Ví dụ như vậy nè, chẳng hạn như là các bạn có ví dụ như giả sử như bây giờ cái định vị sản phẩm của mình á, khi mà mình phân khúc cái thị trường á, thì ví dụ như các bạn cho rằng cái sản phẩm chẳng hạn như nước linh khiết của mình á, mình ví dụ như mình tạo ra một cái sản phẩm, thì bây giờ mình cái Aquafina này này có phải coi cái Lavi là cái đối thủ cạnh tranh của mình hay không, hay là cái bởi vì cái khách hàng mục tiêu của mình tập trung khác. Nếu mà mình tập trung khác á, khác cái khách hàng mục tiêu của họ và mình có điểm khác biệt khác họ, thì họ không phải là đối thủ cạnh tranh của mình. Khi mà mình đã coi họ là đối thủ cạnh tranh thì tất nhiên là họ sản xuất ra cùng dòng sản phẩm và gần như có những cái giá, người có những giá cả cũng như về mặt cái những cái điểm mạnh, nó gần như nó có những cái điểm mà gần như là chúng ta coi họ là cái đối thủ của mình. Còn có những người, có những cái tổ chức khác thì không phải là đối thủ cạnh tranh của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái mình phân khúc của thị trường của mình là khác so với lại cái thị trường của họ, cái định vị sản phẩm của mình cũng khác, thì mình không thể coi họ là đối thủ cạnh tranh của mình. Và thậm chí sau này á, các bạn biết rằng là các bạn học cái môn quản lý chiến lược, nó có cái phần mà strategic alliance, là có nghĩa là liên minh chiến lược á, có nghĩa là có thể bạn sẽ cùng sát nhập với lại một cái tổ chức nào đó mà không phải là đối thủ của bạn, để hai bên cùng tham gia một cái dự án đó, để sản xuất ra một cái sản phẩm để mà cái sản phẩm đó có thể cạnh tranh được với những cái đối thủ cạnh tranh của mình, thì đó là gần như là liên minh chiến lược rồi đó. Các bạn có chia sẻ được không ạ? Các bạn có nắm được cái ý của mình không ạ? Alo. Dạ nắm được rồi. Đấy. Dạ, cho nên dạ, nghe được cái rồi. Cái em luôn, ví dụ như mà các bạn học cái môn đó, đó lý do vì sao mà thực sự là cái môn này, nếu mà các bạn mà học cái môn quản trị chiến lược rồi đó, thì thực sự là các bạn sẽ không có đặt những cái câu hỏi này, lý do là bởi vì nó đã được nằm trong cái môn quản trị chiến lược rồi đó. Nhưng mà ở đây mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là lý do vì sao mà khi mà mình nghiên cứu thị trường nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình đánh giá được cái thị trường tiềm năng, mình đánh giá được cái khách hàng mục tiêu, rồi mình nghiên cứu cái quy mô của thị trường đó, để trên cơ sở đó mình xác định được cái nhân tố để mà nó giúp mình dẫn đến cái kinh doanh, cái dự án này kinh doanh sẽ thành công.